tôi thì để chỉ có giới thiệu một cái thôi. Tức là hôm nay tôi đến đây là học là chỉ là phải là đọc Hamburg vẽ là khó lắm, đặc biệt là cái độc giác. Ngay cả cái hình tượng độc giác mà các bạn nếu mà ai đã xem qua thì thấy là cái hình ảnh đấy là ông nói là con kỳ lân ở Trung Quốc. Tôi không biết con kỳ lân có thật là độc giác như vậy không, thì bây giờ giải mã cho cái giải mã đây. Bác Huệ Chi có tác phẩm rất là hoành tráng là giải mã nghệ thuật, một cái văn chương thời Lý Trần, mà đây không phải là giải mã nghệ thuật. Đây là tôi cứ nói một cách đơn giản là chắc là Hà Thủy Nguyên tóm tắt được cho chúng ta biết cái linh hồn, cái vấn đề chủ chốt mà của Hàm Bắc Bên là đặt ra. Thì tôi thì phải đọc nhiều, sách nào cũng phải đọc, có cái thì đọc kỹ, có cái phải đọc kỹ. Thì tôi phải thú thật là đối với tôi Bella là rất khó, cho nên một người đã đăng ký và tôi tin chắc là có thể hiểu được Bella trình bày thì đấy là một cái may mắn cho bản thân tôi. Còn các bạn trẻ thì tùy các bạn sẽ phát xem. Xin mời bạn. Hôm nay tôi đại diện cho Vũ Văn Tâm đã trình bày một chủ đề có lẽ là rất là khó, bởi vì trong số các nhà triết học thì Hamburg Bella là một triết gia mà ẩn chứa nhiều bí ẩn đấy, bởi vì trong từng câu văn của ông ấy thì nó mang nhiều hàm nghĩa, không phải chỉ triết học mà là những huyền bí tâm linh, không đơn thuần chỉ là tôn giáo mà là những huyền bí tâm linh, là những điều mà chúng ta dường như là không thể nào mà hiểu hết được. Và những hệ thống tâm linh mà ông sử dụng để luận bàn thì dường như vẫn còn xa lạ với Việt Nam. Ví dụ như là Tarot, như là Astrology, tức là chân tinh học phương Tây, hay là Kabbalah, hệ thống số học của người Do Thái, và thậm chí đi vào những nhân vật huyền môn cổ đại như là Milarepa, hay là Plato, hay là Pythagore. Thì vì thế nên là tiếp cận với Hamburg Bella ấy luôn luôn là một thách thức. Tôi được biết đến Hamburg Bella vào năm 2013. Lúc đấy thì quyển Câu chuyện vô hình mới được xuất bản ở Việt Nam. Và thật ra thì lúc đầu tôi không quá chú ý đến quyển sách này, bởi vì cái tựa đề của Câu chuyện vô hình nó không hấp dẫn tôi lắm. Nó làm tôi nghĩ đến một cuốn sách tâm linh nào đấy giống như Trung tâm Tiềm năng Con Người. Thế nhưng mà lúc nói chuyện với chị Nguyễn Hồng Nhung, là dịch giả của Hamburg Bella, thì chị nói về Hamburg Bella rất là say sưa. Tôi chưa bao giờ từng gặp một dịch giả nào nói về tác giả một cách say sưa như thế. Và đến gần đây thì tôi cũng có chia sẻ với chị, tôi bắt đầu chú ý Hamburg Bella bởi vì chị quá say sưa. Chị như kiểu là yêu Hamburg Bella như là một người được chọn Hamburg Bella. Người được chọn của Hamburg Bella vậy. Vì thế nên là tôi đã bắt đầu đọc ông và tôi rất ngạc nhiên về những cái câu văn, những cái câu triết học của ông. Ông không viết triết học theo lối duy lý, không viết triết học dựa trên những cái lập luận logic, mà trong triết học của ông ấy rất giàu hình tượng, giống như các bạn đang đọc cái bài thơ tượng trưng vậy. Nhờ bài thơ tượng trưng đấy kéo rất dài và đưa chúng ta vào một cái thế giới hoàn toàn khác biệt so với cả cái thế giới mà chúng ta đang nhìn thấy. Nói một cách khác là ông nhìn thế giới khác với cách của chúng ta nhìn. Và cùng trong năm 2013 đấy thì Book Hunter đã tổ chức 2013 và 2014, Book Hunter đã tổ chức liên tiếp hai sự kiện về Hamburg Bella, về câu chuyện vô hình. Một lần thì tôi tổ chức ở quán cà phê, một lần khác thì khi dự giảng Nguyễn Hồng Nhung về nước thì chúng tôi có tổ chức ở nhà xuất bản Chính Thức. Và từ lần đấy đến giờ thì cũng đã 6 năm trôi qua, bên nhà xuất bản Chính Thức có xuất bản thêm rất nhiều quyển của Hamburg Bella. Ví dụ như quyển Một giọt từ sự đã đầy, quyển
Minh Triết Thiêng Liêng, quyển Niềm Cảm Hứng. Thì quyển Niềm Cảm Hứng sau này được in chung với cả quyển quyển Độc Giác, và vẫn còn rất là nhiều tác phẩm Vela nữa chưa được dịch, và chị Nguyễn Hồng Nhung vẫn đang cố gắng dịch, không biết bao giờ thì nhà xuất bản sẽ xuất bản tiếp. Như thế thì ở đây tôi chỉ có thể đọc hiểu Hamas Vela dựa trên những quyển mà đã được xuất bản ở Việt Nam. Một trong những cái khó khăn của tôi khi mà tôi cố gắng tiếp cận Hamas Vela đấy là ông không có các tác phẩm được dịch sang tiếng Anh. Như thế thì chị Nguyễn Hồng Nhung dịch trực tiếp được tiếng Khung và đã làm một điều rất là đặc biệt. Tôi cố gắng tìm một bản dịch tiếng Anh của Hamas Vela để đọc, vì nhiều khi có những đoạn khó hiểu thì cũng muốn xem là tiếng Anh thì họ dịch như nào, hoặc là những cái quyển mà mình chưa được đọc thì cũng muốn tìm hiểu xem, nhưng mà không tìm thấy bằng tiếng Anh. Như thế chúng ta thấy là các bản dịch là xuất bản chính thức của Hamas Vela dịch sang tiếng Việt là gần như là độc nhất vô nhị. Và chắc là cũng chỉ có chị Nguyễn Hồng Nhung mới đủ kiên nhẫn để có thể dịch những tác phẩm này. Theo khi mà cách đây 6 năm khi mà tôi làm những sự kiện về Hamas Vela thì cũng có rất ít người đến dự, và hôm nay thì cũng rất ít người đến dự. Có lẽ là bởi vì tác phẩm của ông quá khó đọc và ông quá độc đáo so với cả cái thời đại gần đây. Thì để hiểu Hamas Vela thì chúng ta cần phải hiểu một điểm mấu chốt của Hamas Vela khi mà ông viết các tác phẩm triết học của mình. Đấy là ông rất nhiều lần gọi cái hành vi viết của mình giống như một thực hành yoga tâm trí. Ông ấy không coi viết là một hành vi tất lòng gửi lại nghìn năm, hay là một hành vi để cố gắng thay đổi thời đại, cố gắng thay đổi xã hội, mà ông ấy coi viết giống như một thực hành yoga tâm trí, hay là một thực hành thiền định tâm trí. Tức là viết là một cái cách thức để ông hiểu bản thân mình hơn, hiểu từng cái lớp ảnh hưởng thời đại lên bản thân mình, những cái chi phối mình. Và thông qua việc viết này thì ông so sánh những trải nghiệm tâm linh của chính bản thân ông ấy với những trải nghiệm triết học của các nhà triết học, các nhà thơ, và những trải nghiệm tâm linh của các hệ thống tôn giáo và tâm linh của thời cổ đại. Như thế thì tôi cũng băn khoăn, không biết là gọi Hamas Vela là một nhà triết học có đúng không, hay thật ra ông là một triết gia tâm linh, hay có thể gọi thẳng ông là một nhà tâm linh nhưng ông thì tiếp cận tâm linh bằng khía cạnh triết học. Chính bởi vì cái sự phức tạp này cho nên việc tiếp cận của ông khó hơn rất nhiều khi mà chúng ta tiếp cận các nhà triết học khác theo xu hướng duy lý. Vậy thì để hiểu Hamas Vela thì đầu tiên chúng ta cũng thử tìm hiểu thêm về thời đại của ông. Ông Hamas Vela thì ông ấy sinh năm 1897 và mất năm 1968. Đây là cái quãng thời đại rất xung đột tại Hungary. Và hơn ai hết thì ông nhận thức được rằng là ông ấy là một nạn nhân của thời đại. Và ông ấy phải gánh vác trên vai một cái sứ mệnh duy trì điều thiêng giữa cái thời đại mà đám đông và những cái ô trọng thì đang lên ngôi. Và ông ấy ý thức hơn ai hết rằng là ông ấy cần phải có một cái cuộc thánh chiến nội tâm. Chúng ta biết là có những cuộc thánh chiến ở bên ngoài, người ta nhân danh điều đúng đắn, nhân danh thượng đế để thôn tính lẫn nhau. Nhưng mà Hamas Vela thì làm điều ngược lại, đấy là ông ấy thánh chiến ở bên trong. Cái cuộc thánh chiến ở bên trong đấy là cái cuộc thánh chiến mà ông ấy phải buộc phải vượt lên tất cả những cái ám ảnh thời đại, những cái ô trọng của thời đại đang bao phủ lấy mình. Ông đã đúc rút thế này về tình trạng của mình: tôi đang ở trong đám dân chúng này, trên trái đất này. Mọi ý đồ của tôi đều vô hiệu quả, mọi từ ngữ của tôi đều vô ích, mọi kế hoạch của tôi đổ vỡ. Tôi đã thất bại một cách không phát hiện ra, thừa thãi và chẳng ai biết đến. Tôi không nhìn thấy biển, nơi tôi muốn được chết trên bờ.
Tôi không cảm thấy vị hương của cây vả và hàng thông bên bờ biển mà gió bắc đã mang tới từ thung lũng. Và tôi cũng không nghe thấy tiếng những ngọn sóng đập vào triền đá. Đây cũng là sự thất bại nơi đây. Thần hộ mệnh của tôi không hiện, không gì là nỗi an ủi của tôi. Tôi biết sẽ không có thế hệ sau nối tiếp để tôn trọng. Cái tôi đã làm phi con người tới mức chẳng thế hệ nào cảm thấy thoải mái với nó cả. Tôi không lấy lòng ai, kể cả họ. Không ai có thể đòi hỏi tôi phải chứng minh chưa bao giờ có một kẻ như thế ở đây, kẻ không đáng được ưa đến thế. Ngoài ra, cũng thế mà thôi, thế hệ sau, họ sẽ không có hứng thú để mệt nhọc với giấy bút. Sẽ tiếp theo là khoảng thời gian mà con người ta quên hết quá khứ. Hiện tại sẽ phải bắt quên quá khứ đi bằng một con người. Không phải vì con người sẽ vô cùng hạnh phúc, mà chính bởi họ vô cùng bất hạnh, đến mức sẽ không ai làm dịu nổi mọi đau khổ của họ. Tại sao họ vẫn kể phải? Tại sao họ cần phải tìm ra tôi, kẻ không hề có chút đồng cảm nào với họ? Ngoài ra, thời đại của chữ cũng đã trôi qua, viết là một nỗi đam mê bất hợp lý. Và sẽ là như thế, người ta quên tất cả những ai đã viết, kể cả tôi. Tôi đã đủ tỉnh táo để nói ra, cho dù sự kết án có trầm trọng đến mấy, đặc biệt đối với chính bản thân tôi, kẻ sống giữa những mức độ phi lý khủng khiếp trong đời sống, giữa những gì tôi đã hoàn thành và những gì ta đã nhận và những gì người ta đã nhận từ tôi, và thế là cái tôi đã làm vĩnh viễn mất. Tại sao ông lại có những tâm trạng như này? Bởi vì ông ấy sống ở trong một cái hoàn cảnh là một cái người bị cấm viết. Ông có thể nói là bị giam lỏng trong với vai trò như một người thợ làm vườn. Ông ấy không được xuất bản những cái quyển sách trong khi mà ông đang sống. Ông ấy bị cấm tương tác, cấm truyền bá, cấm thực hiện những tư tưởng của mình. Những tác phẩm của ông ấy thì đã bị cuộc chiến tranh. Có rất nhiều tác phẩm của ông đã bị cái cuộc chiến tranh phá hủy. Cái thư viện ông ấy sưu tập sách thì đều bị đốt cháy hết trong chiến tranh. Vì thế nên là ông ấy ẩn chứa trong mình rất là nhiều những cái đau khổ, và ông ý thức được rằng là bản thân mình là một thất bại, cuộc đời mình là một thất bại. Thế nhưng mà có một điều thú vị là tuy như thể là ông là rất là nhiều những cái triết gia ở cùng thời với ông, những triết gia, những nhà văn, những nghệ sĩ cùng thời ông được thiết kế những thất bại trong cuộc đời. Họ thất bại như một cái việc là tất nhiên phải thế, để họ có thể nhìn được thấu suốt về bản chất của mọi sự đang diễn ra, nhìn được thấu suốt về bản chất của linh hồn và con đường của linh hồn. Nếu như mà Hans Bella không trải qua những thất bại đấy thì có lẽ ông sẽ vẫn tiếp tục là một người lính, có thể trở thành một tướng quân, giả sử thế. Giống như ngày xưa ta có cái hồi trước học quyển tiểu thuyết là hai nửa của Hitler. Một nửa của Hitler là bạo chúa. Và nếu như ông ta không đi theo con đường bạo chúa thì ông ta có thể trở thành một vị nghệ sĩ. Thì ở đây ta có thể thấy là có hai con đường, hai khả năng có thể xảy ra với Max Bella. Một phần, ông ta có thể trở thành một người thành công trong thời đại của mình. Nhờ một phần khác thì ông ấy đã thất bại, và các cuộc thất bại đấy đã đưa ông ấy, dẫn dắt ông ấy tới với triết học. Trong một lần ông ấy bị thương và phải rời quân đội về nhà dưỡng thương, thì ông ấy đã bắt đầu tìm đến với triết học, với Nietzsche, với Kant, với thơ của Rimbaud, với tiểu thuyết của Dostoevsky, với triết học của Schopenhauer. Và đặc biệt là khi mà ông đọc tác phẩm phê phán thời gian của Kierkegaard, thì ông nhận ra rằng là đã có một cái điểm tối đằng sau những hỗn loạn của thời đại, mà không phải chỉ là thời đại của ông ấy, mà là toàn bộ lịch sử thời đại. Và ông ấy cố gắng đi lý giải cái điểm tối này, cái gì chi phối đằng sau toàn bộ những hỗn loạn của thời đại. Và đấy là cái khởi điểm của con đường triết học của Hans Bella. Và thay vì ông đi rất sâu vào một triết gia nào cụ thể, hay đi tiếp con đường của Nietzsche và Schopenhauer, đặc biệt là ông không chọn con đường đấy, mà ông chọn con đường khác, đấy là
đi sâu vào những cái truyền thống cổ, những truyền thống tinh thần cổ của nhân loại, những hiến chết Hy Lạp cổ đại, Trung Quốc cổ đại, Ấn Độ cổ đại, của người Ai Cập, người Do Thái cổ đại. Và ông đã từng thành lập một cái nhóm tên là Đạo, với cái cảm hứng chủ đạo là tinh thần Hy Lạp cổ đại. Và cái nhóm Đạo này tập hợp rất là nhiều những cái trí thức thường xuyên họp mặt nhau để cùng trao đổi, giống như chúng ta trao đổi này. Ngoài ra thì ông có tổ chức một cái dự án dịch rất là lớn có tên là Đại Sảnh Các Vị Tiền Bối Cổ. Cái dự án dịch này nhằm mục đích là dịch thuật những cái tác phẩm cổ xưa ra tiếng Hungary. Có vẻ ở Việt Nam chúng ta chưa có dự án việc như vậy, vì chỉ có một số những tôn giáo tự dịch tác phẩm của mình. Hy vọng là nhà xuất bản chính thức thời gian tới tổ chức dịch những tác phẩm lớn thời cổ ra tiếng Việt. Và cái tác phẩm và nhà xuất bản đã định làm cái chuyện truyền thống như vậy là bắt đầu từ cái cuốn Những Cuộc Đời Song Hành, nhưng sau đấy thì chính dịch giả là không làm được tập 2 nữa. Những Cuộc Đời Song Hành là so sánh các triết gia cổ đại anh hùng của cái thời đó bạn thì cũng định làm cái như thế. Vậy thì chắc là hy vọng có bạn trẻ nào hợp tác với nhà xuất bản chính thức để tổ chức dịch dần thì tốt quá. Sau đấy thì ông bắt đầu viết và hoàn thành cái cuốn đầu tiên trong cái bộ Minh Triết Thiêng Liêng. Bộ Minh Triết Thiêng Liêng thì cái tên gốc của nó thì có thể có nhiều người cho rằng phải dịch là Khoa Học Thiêng, nhưng mà dùng cái từ khoa học hoặc cái từ science ở trong cái từ gốc thì nó không chuẩn lắm, bởi vì khi mà ông ấy viết cái nội dung của quyển sách đấy thì ông ấy nhấn mạnh từ science này có nghĩa là tri thức. Đấy là cái từ science với nghĩa cổ, nó là tri thức. Chỉ mãi gần đây thì mới bắt đầu đến khoảng thế kỷ 17-18 thì bắt đầu sử dụng cái từ science giống như từ khoa học. Như vậy thì cách của chị Nguyễn Hồng Nhung dịch từ cụm từ Minh Triết Thiêng Liêng tôi cho rằng là khá chuẩn, vì cái lần mà chị Nguyễn Hồng Nhung có tổ chức cái hội thảo về Minh Triết Thiêng Liêng ở đây ngay tại hội trường này, ta mất khoảng hơn một tiếng để tranh luận với nhau về cái tựa đề của cái sách. Thì toàn bộ cuốn sách này được viết là năm 1913, hoàn thành vào năm 1913. Và bằng cái cuốn sách này thì Habasbela đã thực sự đứng vào hàng ngũ của những triết gia theo trường phái truyền thống, chủ nghĩa truyền thống. Cái chủ nghĩa truyền thống này là gì ạ? Thì đây là một xu hướng học thuật diễn ra vào toàn thể châu Âu thế kỷ 19 và thế kỷ 20. Chúng ta biết là trong thế kỷ 19 và thế kỷ 20 thì của cách mạng công nghiệp trên diện rộng đã làm thay đổi toàn bộ bộ mặt châu Âu. Một mặt thì nó gia tăng rất là nhiều về vật chất, về tiền bạc, về khoa học kỹ thuật. Thế nhưng mà nó có mặt trái của nó. Mặt trái của nó thì chính là sự lên ngôi của chủ nghĩa đám đông. Trong cái thời đại sống của mình thì Habasbela đã chứng kiến rất là nhiều những cái hậu quả của chủ nghĩa đám đông. Đặc biệt là ở khu vực Đông Âu, ta đã biết là đấy là cái vùng mà tranh chấp và chiến tranh rất là nhiều trong suốt thế kỷ 20. Và đến nay thì vẫn tiếp tục tranh chấp. Và để cưỡng lại những cái chủ nghĩa đám đông đang lên và sự suy thoái của văn học nghệ thuật, tinh thần, đạo đức thì đã có một xu hướng triết học mới, đấy là chủ nghĩa truyền thống. Những người theo chủ nghĩa truyền thống này ấy, họ làm một nhiệm vụ là họ phục hồi, họ khôi phục lại những cái truyền thống cổ trọng của Hy Lạp cổ đại, La Mã cổ đại, và có thể là xa hơn thế nữa, nhiều hơn thế nữa.
những người theo chủ nghĩa truyền thống này thì họ hướng tới việc là tôn sùng cái thiêng, tính thiêng. Nếu như mà chúng ta so sánh cái chủ nghĩa truyền thống này với cái thời kỳ phục hưng là cố gắng chân tục hóa cái thiêng, thì cái chủ nghĩa truyền thống này nó làm một cái chiều ngược lại, đấy là tìm cái thiêng còn sót lại và rơi vụn ở trong những tôn giáo cổ, những truyền thống cổ, mà đến nay thì những cái tôn giáo đấy, những truyền thống đấy đã bị trần tục hóa. Thì bắt đầu từ quyển Minh Triết Thiêng Liêng này, Havas Pela chính thức coi hành vi viết của mình là một thực hành tâm linh mãnh liệt, và ông dứt bỏ thế tục để lội sâu vào cái cuộc chống chiến bên trong mình, và ông cho rằng ở đây là một con đường tất yếu để đương đầu với những cái cuộc chiến dữ dội đang xảy ra bên ngoài. Thời điểm mà Havas Pela thực hiện cái cuộc thánh chiến đấy thì cùng lúc đấy đang diễn ra cuộc chiến tranh thế giới thứ hai. Trước cái cuộc chiến tranh thì lúc đấy ông đang làm thủ thư ở thư viện trung ương Budapest, nhưng mà khi mà cuộc chiến tranh chấm dứt thì cái đời sống lý tưởng này của ông cũng không được duy trì lâu. Khi mà Liên Xô thắng phát xít và thiết lập cái sự ảnh hưởng của mình Đông Âu, và Hungary thì là một trong số đấy, thì Havas Pela bị liệt kê vào danh sách những tác giả bị cấm lưu hành, và ông bị buộc phải trở thành một người làm vườn, hoặc là ông trở thành một người làm vườn, hoặc là ông ấy sẽ không còn được ở lại Hungary nữa, và ông đã chọn cách là trở thành một người làm vườn thay vì là tự bứng rễ mình khỏi vùng đất của mình. Và mặc dù ông bị cấm viết, tác phẩm bị cấm lưu hành, nhưng mà ta thấy là ông ấy vẫn viết, vì ông cũng không quan tâm lắm đến chuyện là một ngày nào đấy quyển sách của mình được lưu hành, và ông ấy coi rằng là cái viết là một cuộc thực hành, cho nên là cái chuyện bị cấm viết nó không ảnh hưởng gì đến việc viết của ông, và thậm chí nó còn làm cho những cái trang viết ấy có một cái năng lượng mạnh mẽ hơn, và ông ấy duy trì việc viết một cách đều đặn hơn. Cũng trong lúc mà ông còn sống thì ở Hungary xảy ra một cái hiện tượng, một cái sự kiện đấy là trình biến năm 1956 ở Hungary. Đây là một cái cuộc trình biến đẫm máu để chống lại chính phủ thân Liên Xô, và mở đầu bằng một cái cuộc biểu tình của sinh viên, sau đó thì lan rộng ra. Thế nhưng mà kết quả của cái cuộc biểu tình này thì nó lại là bạo lực và tình trạng vô chính phủ. Nhưng ngay từ khi cái cuộc chiến này diễn ra, cái cuộc trình biến diễn ra và truyền cảm hứng rất là nhiều người Hungary, thì Havas Pela đã ngồi trong lặng lẽ và viết như thể là tách biệt hoàn toàn với cái cuộc đấy, và ông ấy đã dự đoán được cái kết quả của cái cuộc trình biến này. Ông viết như này: tôi đánh cuộc rằng những kẻ tử quân khắc tên mình vào lịch sử, những kẻ bất dạy bẩn thỉu này sẽ tâm bốc ca ngợi lẫn nhau và dẫn dắt nhau vào lịch sử. Tức là ông đã nhìn một cách, ông đã sớm nhìn thấy một cái cuộc bạo loạn vô chính phủ xảy ra, nó không mang lại dân chủ thực sự, không mang lại nền dân chủ thực sự. Mới hôm nay thì chị Nguyễn Hồng Nhung vừa mới chia sẻ một cái câu trích của Havas Pela. Đây là một cái câu mà chị chưa xuất bản trong quyển Passmort, quyển này chưa được xuất bản. Thì chị có trích câu đấy, thì ý của cái câu đấy Havas Pela còn nói rằng là cái nền độc tài nó sẽ tồn tại khi mà người dân của một cái quốc gia họ không ý thức được đâu là sự thật và đâu là một hệ thống dối trá. Thì dường như là Havas Pela muốn, không phải là ông ấy không muốn chống lại chính phủ thân Liên Xô, mà ông ấy muốn
ông hy vọng, ông ấy đặt một niềm hy vọng vào một cái nền dân chủ tự do thật sự. Bây giờ chúng ta sẽ xem xét đến những cái nền tảng tư tưởng của Thomas Pella. Ông Thomas Pella này thì ông đã đi một cái chặng đường dài từ triết học đến tư tưởng tâm linh. Đây là một điều rất đặc biệt đối với những triết gia đầu thế kỷ 20, bởi vì rất ít triết gia đi vào con đường tâm linh. Nhưng mà đây là một hiện tượng khá là phổ biến ở các triết gia đông âu. Tôi không hiểu tại sao lại có một sự trùng hợp như vậy. Rất nhiều triết gia và nhà văn đông âu ở thế kỷ 20, cuối thế kỷ 20, nửa cuối thế kỷ 20 thì họ bắt đầu tìm hiểu nhiều về các vấn đề về tâm linh. Và ông ấy đã, và trong suốt cái quá trình viết của mình ấy, thì cái tư tưởng của ông ấy không hề có ngã rẽ, ông ấy không có những cái bước ngoặt thay đổi, mà chỉ có một cái chiều hướng duy nhất là chiều hướng đi lên, tức là ông ấy trung thành với cái con đường của mình và càng ngày càng đi sâu vào con đường này. Năm 1936 thì những cái bài tiểu luận đầu tiên của ông được xuất bản trong một tập gọi là phiên âm tiếng Anh là Hungary Hyperion. Trong tập tiểu luận này thì ông ấy chưa đi sâu vào triết học mà ông ấy thể hiện nhiều cái cá tính của mình và biểu hiện những cái nỗi ám ảnh của ông ấy. Cái chữ Hyperion trong chữ Hungary Hyperion thì từ Hyperion ở đây chính là để ám chỉ một vị Titan Hy Lạp cổ đại. Hyperion là một vị Titan có nghĩa có nhiệm vụ là quan sát thời gian và đôi khi được đồng nhất với mặt trời. Không biết hôm nay có phải là do làm về Thomas Pella nhắc đến Hyperion và trời nên tự nhiên nắng hay không nữa. Vì Hyperion là một vị thần mặt trời và luôn quan sát thời gian theo như không phải sự gọi vị thần mà vị Titan. Theo như thần thoại Hy Lạp thì qua những cái trang viết của ông ý trong cái tập Hungary Hyperion này, ông ý thể hiện một cái con người là dữ dội và duy ngã độc tôn và đôi khi có những ảo ảnh như thể là bạo chúa. Ông đã chia sẻ ở trong những bức thư của mình: tôi cho rằng nếu tôi đạt được quyền lực, tôi sẽ tuyên bố sự thống trị hàng nghìn năm trời của mình bằng hàm răng đánh vào nhau run cầm cập. Sẽ chưa từng có một bạo chúa phương Đông, một hoàng đế La Mã, một thủ lĩnh Inca nào dám đối xử với dân chúng một cách phi nhân tính đến thế. Với cái khủng khiếp nhất trong sự thống trị này là trong tôi không có một tí gì của sự tàn bạo. Tôi không ước sự ngất ngây trước đau khổ của kẻ khác, tôi chỉ không quan tâm đến họ, giống như tôi không hề quan tâm đến chính bản thân mình. Các đo lường của tôi không mang tính chất người. Tôi điên chăng? Các bạn làm mất đi cái gì đó bệnh hoạn từ khái niệm này. Tôi sẽ bảo đúng Theia Mania. Chị Nguyễn Hồng Nhung không dịch cái cụm từ Theia Mania, cho nên là tôi vẫn trích để nguyên. Thì nhưng mà tôi tạm đoán là từ Theia này chính là cái từ Theia trong cái cụm Theia Mania này thì chính là tên của người vợ Hyperion. Không biết là có liên quan gì không. Thì trong cái đoạn chia sẻ của ông ấy, chúng ta thấy ông là một người khá độc lập. Ông ấy không muốn có bất cứ một cái sự ràng buộc nào đối với thế gian, hay là không muốn một cái sự tạp nhiễm nào của thế gian vào mình. Cái sự phi nhân đối với dân chúng ở đây khi hiểu thành một dạng đám đông, cái sự phi nhân mà ông ấy đề cập đến ấy, thì nó không mang các yếu tố tàn bạo, mà đơn giản là ông ấy không quan tâm, ông ấy mặc kệ và ông ấy đi sâu vào, ông ấy coi trọng con người mình. Và trong cái con đường tinh thần của ông ấy, trong cái cõi riêng của ông ấy thì nó không có vướng bận về những cái người dân, những cái đám đông xung quanh ông ấy.
Và từ cái cảm hứng Hyperreal này, cảm hứng về cái vị Titan này, thì ông đã đi một cuộc dài để luận giải về khái niệm Titan cổ xưa. Khái niệm Titan này được nhắc đến nhiều nhất trong cái câu trong trong câu chuyện vô hình, trong tác phẩm câu chuyện vô hình. Ngay từ chương đầu tiên ở chương thời kỳ bảo bình, ông đã bàn về Titan và ông ấy coi Titan là tình trạng nguyên sơ nhất của con người. Ở đây không biết là có quý vị nào đọc thần thoại Hy Lạp không? Nếu đọc thần thoại Hy Lạp thì ta sẽ biết là Titan là dạng nguyên bản nhất của con người. Và ông ấy nói rằng, ông ấy cho rằng là Titan, nguyên dạng Titan này chính là phần linh hồn đầu tiên của con người, và con người phải quay trở về cái phần linh hồn đầu tiên đấy, nhưng không phải là để ở mãi trong nó, mà để tiến hóa lên một cái phần khác cao hơn, đấy là linh hồn thực tế, linh hồn tạo hóa. Thì quý vị có thể đọc kỹ cái phần này ở trong cái bài viết của tôi về câu chuyện vô hình, hoặc là đọc trực tiếp quyển câu chuyện vô hình, ông ấy có bàn rất kỹ. Và trong cả cái quyển câu chuyện vô hình này thì ông ấy có làm một việc đấy, là ông ấy mổ xẻ những khía cạnh Titan ở trong trong rất là nhiều các bài thơ, như trong thơ của William Wordsworth, trong nhạc của Beethoven, trong con đường tu luyện của ẩn sĩ Milarepa của Tây Tạng. Và ông có một cái sự so sánh khác biệt giữa Titan và các vị thần Hy Lạp. Trong câu chuyện vô hình thì ông ấy thể hiện một cái thái độ khinh thị đối với các vị thần Hy Lạp. Ông ấy cho rằng là các vị thần Hy Lạp đại diện cho quyền hành, và những cái Titan với sức mạnh tự nhiên, gắn liền với sức mạnh tự nhiên, thì nó hoàn toàn trái ngược với các vị thần Hy Lạp. Và cái con đường đi về với các vị thần tự nhiên đấy, với các vị Titan tự nhiên đấy, thì nó quan trọng hơn so với việc là sa đà vào cái đời sống quyền hành của các vị thần. Thì cái sự khác biệt này nó được mô tả khá rõ trong cái chương một cái bản về Poseidon, khi mà ông ấy cho rằng là cái vị thần biển cả trong thần thoại Hy Lạp Poseidon là một cái sự chuyển dịch từ vị Titan Nereus, vị Titan của biển cả và rừng già. Thì Nereus đã chuyển dịch từ một vị thần hoang dã với đùa vui với cánh sóng để chuyển thành một vị thần Poseidon oai nghiêm. Và Hamaspela khai thác sâu vào cái nhân cách hoang dã ở trong Poseidon Nereus hơn là Poseidon ở trong thần thoại Hy Lạp. Thì bắt đầu từ niềm cảm hứng và suy luận đấy, thì ông đã đi tiếp cái chặng đường tâm linh của mình, và luôn đối sánh toàn bộ cái chặng đường tâm linh ấy với toàn bộ truyền thống của nhân loại. Một mặt thì ông vừa lý giải các trải nghiệm tâm linh của mình, ông ý dựa trên những cái kiến thức huyền học và tôn giáo, cho nên là chúng ta đã thấy rằng là khi mà ông ý lý giải những cái kiến thức và huyền học của tôn giáo ấy, ông ấy không hoàn toàn dựa trên giáo lý của những bộ môn huyền học hay tôn giáo đấy, ông ấy không đi vào phân tích từng chi tiết một, mà ông ấy nói về trải nghiệm, về những cái suy tưởng của mình, rồi sau đó thì ông ấy nhắc đến những cái bộ môn huyền học đấy giống như là một cái sự tương đồng với cái trải nghiệm của ông. Thật cái quy trình viết này nó cũng khá tương đồng khi mà ông ấy viết về những cái nhà thơ hoặc là những cái nghệ sĩ lớn như là William Wordsworth hay là Beethoven, thì ông viết theo một cách như vậy. Hay ông ấy bạn, khi mà ông ấy bắt đầu có những cái nhận thức về tính không, thì ông ấy cũng bàn về tranh thủy mặc ở Trung Hoa ở đấy cái khía cạnh tính không, chứ ông ấy không quan tâm nhiều đến cái nguyên tắc vẽ tranh thủy mặc Trung Hoa. Vì thế nên nếu như mà ai kỳ vọng rằng là đọc những tác phẩm của ông có thể đi vào những chi tiết về kiến thức thì
có lẽ là sẽ thấy không thỏa mãn khi mà đọc ông. Nhưng mà nếu những ai mà muốn chia sẻ cùng ông ấy những cái trải nghiệm tâm linh của ông ấy và của bản thân mình, và để mở rộng thêm những cái chia sẻ đấy bằng việc là tiếp cận những cái truyền thống huyền bí tâm linh và tư tưởng khác ở trên thế giới, thì tôi cho rằng là đọc Havaspella vô cùng thích hợp, và phải nói là một cái từ là vô cùng sướng là thể hiện đúng rõ khi mà chúng ta đọc Havaspella. Thì tôi cho rằng Havaspella là một, không phải chỉ là một triết gia, ông là một chỉnh thể kết hợp giữa triết gia, ẩn tu và nhà thơ, nó tạo thành cái bộ ba khía cạnh của ông ấy. Ông ấy là ở khía cạnh triết học thì ông ấy thông qua các suy luận, ở khía cạnh tâm linh thì ông ấy qua các nền tảng tôn giáo và huyền môn, còn nhà thơ thì cái khía cạnh nhà thơ ấy thì qua cái sự bùng nổ của niềm cảm hứng ở bên trong ông. Tôi cho rằng ở đây là ba cái cấu trúc trong cái việc thực hành tâm linh thông qua việc viết của Havaspella. Đặc biệt là khía cạnh nhà thơ, khía cạnh triết gia và khía cạnh tâm linh thì ở trên tôi có nhắc qua rồi. Còn đây chúng ta sẽ đến với cái khía cạnh nhà thơ. Tại sao tôi lại đề cập đến khía cạnh nhà thơ? Bởi vì những cái dòng triết học của ông ấy nó không dựa trên một cái logic trật tự bài bản, không dựa trên những lý luận bài bản, mà ông dựa trên trực giác, ông dựa trên những cái gợi hứng của ông ấy, những cái liên hệ giữa trải nghiệm của mình với trải nghiệm tâm linh, với những hình tượng, những lối nói. Và ngoài ra thì những câu viết triết học của ông ấy tràn đầy cảm xúc, nó khác với cả lối triết học khách quan. Ta biết là triết học là môn khoa học khách quan, nhưng mà triết học của Havaspella thì ngược lại là tràn đầy cảm xúc, và cái cảm xúc đấy nó rất mãnh liệt, nó không phải là cảm xúc yêu thương buồn giận giống như chúng ta đang nhìn thấy ở đây, mà cái cảm xúc đấy nó tạo ra một thế giới với những biểu tượng, và chúng ta khi đọc triết học của ông, ta đi vào sâu vào trong những biểu tượng đấy. Ngoài ra thì chính những cái biểu tượng đấy thì nó chính là chính, tôi cho rằng là ông đã học được từ thơ tượng trưng, bởi vì Havaspella thì ông ấy có viết là một cái nghiên cứu về thơ, về tính phép thuật cho thơ tượng trưng. Ông ấy và bà vợ của ông ấy có viết một bản nghiên cứu như vậy, nhưng mà bản nghiên cứu này thì chưa được dịch sang tiếng Việt. Mà thực ra cũng chính bởi vì cái bản nghiên cứu này mà ông ấy bị cấm viết, cấm lưu hành ở Hungary. Thì ở khía cạnh thơ ca, ông ấy còn bàn đến một cái việc, một cái nhiệm vụ rất là quan trọng của nhà thơ, đấy là gìn giữ điều thiêng, trong khi tất cả những nhóm người khác thì đã từ bỏ cái nhiệm vụ này. Trong bài tiểu luận Thi sĩ thiêng liêng, trích ở trong cái quyển Câu chuyện vô hình, các bạn có thể đọc ở bài, nếu mà bạn nào có nhu cầu muốn trở thành nhà thơ thì tôi cho rằng là đọc bài thơ, đọc cái bài tiểu luận này rất là truyền cảm hứng. Ông ấy viết thế này: từ giây phút trong cái vòng tròn thiêng này chỉ còn duy nhất thi sĩ sót lại, bắt buộc đảm nhận quyền lực của vua chúa, đảm nhận phẩm chất của giới quý tộc, thói quen nghi lễ của linh mục, bản năng chiến đấu của người quân nhân, tri thức về sự thật của quan tòa, nỗi say mê ngây ngất của nghệ sĩ, của nhà bác học. Từ giây phút ấy, nhà thơ đã vượt hẳn tầm vóc của nhà thơ. Tức là ông cho rằng là những người nhà thơ mà đảm nhận cái nghĩa vụ thiêng thì chính cái nhà thơ này nó vượt qua được những cái tầm vóc của nhà thơ viết thơ bình thường. Và ông cũng bàn rất nhiều với các nhà thơ lớn, với những cái phẩm chất tinh thần mãnh liệt của họ. Với ba cái năng tính ẩn tu, triết gia và nhà thơ này thì ông như một Titan và quan sát toàn bộ thế gian, cố gắng lý giải cái hiện tượng vừa mang tính thời đại lại vừa mang tính lịch sử nhân loại.
cố gắng lý giải sự tàn phá của đám đông, tập trung cho cái nhiệm vụ phục hưng truyền thống cổ và lý giải những yếu tố tâm linh đằng sau sự sáng tạo. Và ông cho rằng là cái việc mà hướng tới điều thiêng là cái con đường tất yếu của con người. Hamasela cũng giống như rất là nhiều những cái triết gia khác ở thời đại của ông, có lẽ là giống như rất nhiều những triết gia từ thế kỷ 18 đến nay đều rất là sợ sự tàn phá của đám đông. Ông khẳng định luôn là sự tàn phá của đám đông là nỗi ám ảnh tất cả các tri thức. Đám đông tàn phá tất cả, như những gì mà ông Gustav Le Bon đã nhận định. Và trong thế kỷ 20 thì đám đông càng trở nên hung tàn với những vũ khí hủy diệt trong tay và những phương tiện tuyên truyền như thể công lý và chính nghĩa đều thuộc về đám đông. Đây là thời kỳ cách đây 50 năm, Le Bon đã từng nói những hoạt động vô thức của đám đông thay thế cho những hoạt động có ý thức của cá nhân. Sự thay thế này lúc đó không chỉ có vẻ vô hại mà còn được mong đợi. Một số người cảm kích đám đông bạo động, Marx và các tông đồ của chủ nghĩa xã hội, thay vì chỉ từ xa chiêm ngưỡng ý nghĩa những hành động của mình, họ đã chuẩn bị cho một cuộc nổi loạn. Giá họ biết cái đám đông đang leo lên sự thống trị sẽ tuyệt đối không thực hiện lý tưởng của nhân loại như họ nghĩ, thậm chí vì cần phải tha bản thân, tha sự hiện hữu và tính cách theo mình. Đơn giản, họ sẽ xóa hy vọng về khả năng thực hiện toàn bộ các lý tưởng. Họ sẽ không ký vào các văn bản cách mạng của các tông đồ một cách dễ dàng như thế. Tức ở đây, ông ấy tách biệt rất là rõ ràng giữa việc những cái người mong muốn thực hiện một lý tưởng và họ phải, những cái người mong muốn thực hiện lý tưởng đấy cố gắng sử dụng đám đông để thực hiện lý tưởng của mình. Thế nhưng mà ngược lại thì đám đông không hề thực hiện những lý tưởng này mà thậm chí là phá hủy toàn bộ lý tưởng. Cái cảm hứng này kéo dài rất là nhiều trong những cái bài viết về những cái bức thư của Hamasela. Ông ấy gắn cái khái niệm đám đông với những cái xu hướng tôn thờ vật chất, chủ nghĩa duy vật và thậm chí là cả sự chống Chúa. Mà theo Hamasela thì Chúa chính là đại diện cho tính thiêng, cho linh hồn tạo hóa. Hamasela thừa nhận rằng là đã từng có thời kỳ mà Kitô giáo rơi vào suy đồi. Thế nhưng mà những xu hướng chống Chúa giống như Nietzsche vẫn làm thì đó chỉ là một cái phản ứng lại với cái sự suy đồi của Kitô giáo. Nhưng mà khi mà cái sự chống Chúa này lan rộng thì nó không hề mang lại tự do hay là mang lại con người siêu nhân giống như là Nietzsche mong đợi, mà nó lại mang lại một đám đông. Và một đám đông mà không còn biết đến điều thiêng là gì nữa, mà chỉ có tàn phá thôi. Một sự bài trừ khác của Hamasela đối với chủ nghĩa đám đông cũng được thể hiện qua việc là ông ấy bài trừ khoa học. Ông ấy bài trừ khoa học theo lối duy nghiệm. Cái này thì tôi cho rằng, cái điểm này là tôi cho rằng là ông ấy bị ảnh hưởng của các triết gia theo chủ nghĩa truyền thống. Đấy, họ cho rằng là khoa học là một thứ ma quỷ khi mà cố gắng lý giải điều thiêng. Thì đấy là cách nhìn của Hamasela. Thì tôi cho rằng là ông ấy đã nhìn thấy những cái hậu quả khoa học kỹ thuật tạo ra đối với con người ở trong cái thời đại khi mà con người phát minh ra rất nhiều những cái phương tiện khoa học kỹ thuật nhưng mà lại không biết cách sử dụng nó, mà ngược lại để nó sử dụng mình, trở thành nô lệ cho máy móc chứ không phải là ông chủ của máy móc. Thì ông ấy đã có một cái tâm lý là bài trừ giá trị khoa học. Và thậm chí là khi mà ông ấy nói rằng là khoa học của ma quỷ thì có lẽ ông cũng muốn ám chỉ đến trường hợp xu hướng của thế kỷ 19 hay thế kỷ 20, những nhà khoa học như là Darwin. Họ cố gắng lý giải nguồn gốc của sự sống. Và Hamasela cho rằng là nguồn gốc sự sống thì đấy là điều thiêng liêng thuộc về tạo hóa và khoa học không thể làm được. Tôi thì không hoàn toàn đồng tình với quan điểm này của Hamasela. Và
truyền thống cổ giống như là bản mệnh của mình vậy. Ông tìm và dịch những cái trước tác tôn giáo tâm linh thời cổ đại cố lý giải những cái biểu tượng của những cái truyền thống tôn giáo và tâm linh cổ đại, và như đã nói ở trên thì ông sẵn sàng dịch những cái văn bản này sang tiếng Hungary, rồi chìm đắm trong toàn bộ tri kiến này, bất kể là ông ấy có được xuất bản lưu hành hay không. Ông ấy còn liệt kê 100 tác phẩm vĩ đại nhé, mà theo ông là ẩn chứa những cái điều cốt lõi của truyền thống cổ, kèm theo những cái lời bình điểm ngắn của mình. Thì các bạn có thể đọc 100 tác phẩm ấy ở trong cái cuốn tiểu luận độc giác xuất bản Tri Thức vừa mới xuất bản. Chúng ta có bộ sưu tầm 100 cuốn sách của Avasvela. Đấy là 100 cuốn mà ông chịu ảnh hưởng tư tưởng, ông tâm đắc, và ông ấy coi rằng là đấy là những cái tác phẩm mà ẩn chứa những tinh hoa, những tinh túy, cốt yếu, những cái điều thiêng của nhân loại. Mà những cái chúng ta được biết bây giờ có chưa được 10%. Trong 100 cuốn đấy ấy, thì trên thị trường Việt Nam không có được đến 10 cuốn. Không đến 10. Đau đớn thế. Và để phục hồi truyền thống cổ này thì ông ấy chọn lựa trường phái truyền thống. Quý vị muốn tìm hiểu thêm về trường phái truyền thống này có thể search keyword là traditionalist school. Và những tinh túy của trong tư tưởng của ông ấy mà liên quan đến trường phái truyền thống này thì đều nằm trong bộ Minh Triết Thiêng Liêng. Trong cái bộ này thì ông ấy vừa tuyên ngôn rằng mình đi theo trường phái truyền thống này, vừa xác lập lại định nghĩa thế nào là truyền thống, thế nào là con người cổ, vừa mang tính truyền cảm hứng. Và như đã nói trên thì bắt đầu từ bộ Minh Triết Thiêng Liêng thì ông chính thức đứng vào hàng ngũ trường phái này. Cũng giống như nhiều triết gia của trường phái này thì Avasvela cho rằng là có một sự thật tối thượng ẩn sau các truyền thống tôn giáo và tâm linh trên thế giới, và ông tìm cách mà hưng phục lại tinh thần truyền thống ấy. Ông ấy viết thế này ạ: chỉ còn những cá nhân cá biệt, các chủ thể thần thánh hiểu được ý nghĩa của siêu hình học mà thôi. Trong thời gian lịch sử, biểu hiện cổ trực tiếp chỉ còn lại trong các khả năng của con người, trong trực giác tâm linh. Tất cả các thể thống nhất cổ là một khái niệm siêu hình học mà các thành tố của nó chứa đựng trong các thể thống nhất cổ khác. Và ở đây ta sẽ nảy ra một khái niệm là con người cổ là gì? Và con người cổ đấy, theo Avasvela nói thì chính là con người với ý niệm về linh hồn. Bởi ông ấy cho rằng là con người sống với ý niệm linh hồn, tức là sống với hiện thực duy nhất, sống với bản thể của mình. Chúng ta thấy Avasvela còn có một cái sự phân biệt rất rõ giữa con người cổ và con người man dã. Ở châu Âu thì họ có cái niềm tin rằng là con người tiến hóa từ man dã đến khoa học, dù như trong cuốn Cạnh Vàng thì ông Fraser ông nói rằng là con người trải qua 3 thời kỳ là con người man dã, rồi đến con người tôn giáo và con người khoa học. Con người khoa học chính là con người chúng ta, con người văn minh. Thế nhưng mà Avasvela thì và những cái tác giả theo của trường phái truyền thống thì không cho là như vậy. Họ quan niệm rằng là những người nguyên thủy, tức là những người man dã, chỉ là một hình thức suy thoái của người con người cổ. Và ông cho rằng là con người cổ là những cái con người mà hiểu được ý nghĩa thật sự của cuộc sống là gì. Còn những cái nghiên cứu về người man dã hay là những dấu vết của con người man dã, con người chưa tiến hóa hết đấy, nó chỉ là một biểu hiện sự suy thoái của nền văn minh cổ thôi. Đấy là những thứ còn tồn đọng lại trong cái thời đại của chúng ta.
Và ông có một cái sự so sánh vô cùng khác biệt, một cái sự so sánh rất là rõ ràng giữa con người thời cổ, bản chất của con người thời cổ và bản chất của con người hiện đại. Ông viết như thế này: con người thời cổ là người cha của thiên nhiên, là cha của thiên nhiên bởi con người đã canh tác đời sống với tinh thần tích cực của tình thương của người cha. Bởi vì tất cả cái gì sống và có trên thế gian, Kinh Doha đã nói, chỉ để cho và vì con người. Bầu trời có để cho và vì mọi thực thể, bởi bản thân của các thực thể và các sự vật không ý nghĩa và cũng chẳng có giá trị gì. Sự canh tác không là gì khác ngoài việc hiện thực hóa tinh thần của tình yêu thương theo một quan niệm nhất định. Nhiệm vụ của con người trong thiên nhiên vật chất không là gì khác ngoài việc hiện thực hóa tinh thần của người cha trên tất cả các lĩnh vực vật chất và thiên nhiên, đất, quan hệ con người, cộng đồng với khả năng riêng của mỗi con người. Đây là mục đích sống và là nhiệm vụ đời sống duy nhất. Con người trở thành người chủ, thành người chăm lo, người thầy, nhà vua của thiên nhiên. Đây là trật tự sống thiêng liêng. Đây là đời sống của con người trong mọi lĩnh vực, mọi khoảnh khắc, mang tính chất tinh thần. Bởi vậy, nó là sự sùng bái trong cái toàn bộ. Con người lịch sử, ông ví dụ sử dụng khái niệm con người lịch sử, con người hiện đại. Con người lịch sử không phải là người cha mà là kẻ cướp của thiên nhiên. Họ coi thường vật chất, nhưng sự coi thường này chỉ là một minh chứng sau cùng. Họ cho phép mình chống đỡ như vậy vì trước hết họ trà đạp và cướp bóc vật chất. Hành vi căm thù thiên nhiên vật chất trong những thế kỷ gần đây là một quan niệm vụn mặt và lạc lõng để đánh lạc hướng với việc chú ý đến bản chất. Qua đoạn này chúng ta thể thấy hiểu rằng là con người thời cổ thì gắn liền với tình yêu thương, với việc là sống chung với thiên nhiên, hòa hợp với thiên nhiên, là chăm lo cho thiên nhiên. Còn con người thời hiện đại, theo như Vastera nói, thì là con người tàn phá thiên nhiên. Có lẽ chúng ta nằm ở trong số con người hiện đại. Thì quan niệm này của Habasco theo nghĩa là Homo sapiens là con người hiện đại. Vâng. Như vậy tức là trước Homo sapiens còn có nền tâm linh khác nữa không? Mà Harari mới chỉ nói cái lịch sử của con người thông minh là Homo sapiens. Maya chẳng hạn. Thiên nhiên là trả lời câu câu hỏi đó của Habasco. Thiên nhiên là bị đổ ra. Thiên nhiên trả thù đúng không? Thì đây là cái xu hướng khá là phổ biến của các nhà văn thế kỷ 19-20, không phải chỉ riêng Hobbes hay là vì ở Anh thì ví dụ như một số tác giả lớn khác như là Tennyson hay là Oscar Wilde thì họ cũng có phản ứng rất là mạnh mẽ khi nhìn thấy nền công nghiệp đang tàn phá thiên nhiên. Có thể là có một số những tác giả những vùng đất khác nữa mà tôi chưa đọc, nhưng mà khi mà tôi đọc văn học Anh tại nước Anh thế kỷ 19 và thế kỷ 20, các tác giả rất lo lắng về vấn đề môi trường và cảm thấy rằng là nền công nghiệp, cuộc cách mạng công nghiệp nó đã tàn phá đời sống thiên nhiên, tàn phá đạo đức, tách con người ra khỏi cái sự giao cảm với thiên nhiên. Và chính bởi vì cái sự nhận thức như vậy nên Vasbela chọn cách là gần gũi với thiên nhiên trong rất là nhiều những cái tác phẩm của mình. Thì ông trong rất nhiều bài luận của mình, đặc biệt là trong cái bài luận về William Wordsworth Triết học xanh, thì ông ấy nói rằng là ông ấy đi vào thiên nhiên để ông cảm nhận thấy phần tinh thần của mình, phần linh hồn của mình, bởi vì trong thiên nhiên thì con người dễ dàng kết nối với linh hồn của mình. Thì cái ý tưởng này cũng khá gần với một quyển sách khác do nhà xuất bản Trí Thức xuất bản, là quyển Một Mình Sống Trong Rừng, quyển Wandering của Henry David Thoreau. Trước tôi có làm một buổi nói chuyện về quyển sách này. Và cái sức ảnh hưởng của trào lưu tư tưởng đấy thì tiếp tục ảnh hưởng cho đến tận ngày nay, đến tận thế kỷ 20 vẫn có rất là nhiều thông điệp về việc là chúng ta đi vào trong thiên nhiên để tìm thấy những kết nối linh hồn, để được hòa nhập với thực tế. Habasela ngoài ra thì còn có một sự hứng thú đặc biệt với pháp thuật.
Nhưng mà pháp thuật ông ấy đề cập đến nó không phải pháp thuật thông thường giống như chúng ta xem ở trong phim phù thủy đâu. Cụ thể ở đây là ông ấy nhắc đến là pháp thuật nhập định. Bởi vì thông qua nhập định thì Kavasmela có thể tiếp cận đến một thế giới siêu nhiên bên trên thế gian. Ông ấy khẳng định như vậy. Và ông ấy cho rằng là cái việc mà tập luyện phép thuật nhận định và bước lên những cái bậc thang của mình thì đấy là cái con đường duy nhất đúng của loài người, đấy con đường đi lên duy nhất của loài người. Tôi cho rằng là truyền thống cổ thì gọi cái sự nhận định này chính là sự tái sinh của con người. Năm 1947, như tôi đã nói ở trên, thì ông cùng với vợ xuất bản một cái tập gọi là Cách mạng trong nghệ thuật trừu tượng và siêu thực của Hungary. Trong cái tập tiểu luận này thì ông ấy nói rằng là có những cái dấu vết của pháp thuật nhập định ở bên trong những tác phẩm siêu thực và tượng trưng, và do đó cho nên là và có sự hiện diện của linh hồn tạo hóa và tình thiêng ở bên trong những cái tác phẩm này. Vì thế nên là nó đối lập hoàn toàn với những tác phẩm nghệ thuật theo chủ nghĩa hiện thực, vì nó đã siêu vượt lên bên trên những cái lo toan, những cái vấn đề của thế gian. Và khái niệm nghệ thuật này thì bị phản đối bởi những nhà tư tưởng Marxist, và do đó thì Kavasmela bị cấm xuất bản cho đến hết cuộc đời của mình. Như vậy thì nói một cách đơn giản để chúng ta có thể hiểu về Kavasmela trong một câu, đó là triết học của Kavasmela, đấy là con đường để một con người có thể hướng tới điều thiêng và vượt qua tất cả những cái ô trọng thế gian. Thì tôi cho rằng là đấy là điểm cốt lõi trong tất cả những cái tác phẩm của Kavasmela, và có thể là trong những cái tác phẩm sau của ông ấy vẫn sẽ đi sâu vào con đường này. Đấy là phần trình bày của tôi. Xin cảm ơn quý vị. Rất là mong quý vị có thể chia sẻ. Cảm ơn các chị Miền. Tôi rất là thích thú ngồi những cái buổi như thế này. Những cái gì mình không biết, đến có một người biết hơn mình nhiều chút thêm một chút. Nhất tự vi sư, bán tự vi sư. Thì mình thoát ra khỏi cái cuộc đời bình thường, bao nhiêu thứ nỗi lo âu, bao nhiêu thứ dằn vặt, bao nhiêu thứ cuộc sống mà mình ngồi để tìm hiểu một vấn đề ra ngoài cuộc sống, thế là thú vị vô cùng, tâm hồn cũng là yên tĩnh. Nên tôi chỉ xin chia sẻ thêm cái này. Hôm nay tôi lại có một cái việc đáng nhẽ là hôm nay tôi có mặt ở đây, vì là cái người mà tôi rất là trông đợi là có thể là thay tôi chủ trì cái buổi này ấy, là nhà nghiên cứu Vũ Lê Thúy. Và bác ấy chắc là lại bận việc đến được, và cũng có cái may vì bác không đến được, tôi mới lại cố tình là dứt khoát về đến đây để mà được nghe lại những cái này. Trong cái quá trình xuất bản cái cuốn sách của Kavasmela thì tôi vẫn các bạn lần nữa, đối với tôi khó hiểu nhất là cái tác giả này. Thế thì ở đây nó có một cái vấn nạn của loài người từ thời phục hưng qua ánh sáng cho đến bây giờ đấy, chính là cái sự đoạn tuyệt với tôn giáo, đặc biệt là với Kitô giáo. Cái sự đoạn tuyệt ấy mang lại những cái thành quả rất lớn cho cái nền khoa học gọi là duy vật, duy lý thực chứng. Thế nhưng mà nó làm cho con người bại hoại về mặt tinh thần. Thứ nhất là mất một cái niềm tin, tôi mất một cái đức tin. Tôi xin nói lại một lần nữa, tức là con người có ba cái thành tố, một là thân xác, hai là tinh thần. Trong cuộc sống tinh thần ấy thì có một số các niềm tin. Những cái niềm tin của đời sống tinh thần ấy là có thể tranh luận với nhau được, có thể lý giải được, có thể có một số chuẩn mức nào đấy để mà so sánh.
Thế nhưng mà tâm linh là biết nào? Tâm linh là cái của riêng của từng người. Thế thì cái lĩnh vực khó nhất mà con người cổ đại đã có, rồi mất đi, rồi bây giờ muốn phục hồi lại, như là tư tưởng của Ramana ấy, là đã xuất hiện bắt đầu từ giữa thế kỷ thứ 20. Tôi đang biên tập một cái cuốn sách mà Hoàng Thị Nguyên sẽ rất thích. Cuốn sách ấy là một chỉ dẫn cho người bị bối rối. Đấy là của nhà triết học hay là một học giả rất nổi tiếng, Sinh Thiện Đức, sống ở Áo rồi thì làm việc với Anh ấy, là Schumacher. Do giáo sư Nguyễn Văn Trọng dịch và tôi hiện nay đang biên tập. Thì trong cuốn đấy ấy, ông ấy lên án một cách rất là mạnh mẽ cái mà ông gọi là chủ nghĩa khoa học duy vật chất. Ông ấy dùng đúng cái từ tức là bacteria scientism, tức là cái chủ nghĩa khoa học mà tôn thờ cái vật chất, mà cứ cho rằng là có thể hiểu được tất cả mọi thứ do qua cái khoa học đó. Thế thì ông ấy nói là con người từ khi làm việc với cái tôn giáo, cái đức tin tôn giáo, thì là bắt đầu càng ngày càng bị bối rối, bởi vì là hỗn loạn trong cái đức tin, không còn chỗ dựa cái tâm linh của mình. Và cái cuộc sống tâm linh đáng nghe ra là một cái thành tố thiêng liêng, một cái thành tố không giải thích được, một cái thành tố có thể cảm nhận được, đặc biệt là từ vô thức, từ trực giác, thì lại không được chú ý đến, mà chỉ chú ý đến những cái gì chứng minh được cái mà Hà Thủy Nguyên nói là khoa học thực nghiệm. Thì tôi xin nói là thêm một chút là thế này, toàn thể cái vũ trụ này đấy thì có thể phân ra là bốn cái cấp độ khác nhau. Thứ nhất là khoáng vật, thế xong rồi đến thực vật, xong rồi đến động vật, xong rồi đến con người. Thế thì khoáng vật đấy là đối tượng của toán, của vật lý và của hóa học. Thế giờ đến thực vật đấy, tức là có sự sống rồi đấy, thì nó phải cộng thêm một chút nữa. Ông Schumacher đấy, ông ấy coi tất cả những cái gì mà liên quan đến cái vô tri vô giác là khoáng vật, mà là đối tượng của vật lý rồi của hóa học ấy, ông ấy gọi tất cả cái giá trị nó là em mà. Thế thì thực vật đấy nó là em mà cộng x, x là cái thêm vào thì mới có sự sống. Thế nguồn gốc của sự sống đây là một đại vấn đề hiện nay. Thế là chúng tôi sắp sửa xuất bản cái cuốn sách về định lý tất toán của Gordon, trong đấy là ông ấy phê phán rất nhiều cái chuyện tiến hóa thời thế của Darwin. Thế rồi từ cái cây cối, tức là có sự sống này, là em mà cộng x đấy, thì là phải em mà cộng y, y lại một cái đại lượng nào đấy cũng không đo được, không đếm được, không biết nó là thật sự nó là cái gì, để thành động vật là có. Động vật là bắt đầu có ý thức rồi. Thế rồi đến con người ấy, là lại còn phải là em mà cộng x, cộng y, cộng z. Cái z đấy đảm bảo cho con người tự ý thức. Động vật là không có cái tự ý thức. Thế thì bốn cái cấp độ đấy thì cái tập cuối cùng thì mới có đời sống tâm linh. Mà cái đời sống đấy nó cao cả, nó thiêng liêng, đáng nghĩa ra nó phải là cái niềm, cái đức tin để cho con người hướng thiện và làm cho cuộc sống của mình được hạnh phúc hơn bằng cách là sống một cách hòa hợp với thiên nhiên. Thì suốt từ cái thế kỷ khai sáng cho đến phục hưng cho đến bây giờ ấy, là loài người chống lại cái đó, loài người đi ngược lại cái đó, cho nên bây giờ ấy là thiên nhiên nó đang bắt nạt loài người trả lại. Tôi nói như thế để mà thấy rằng là những cái mà ông Bela biết rất là gần với cái mà tôi đang biên tập, tức là cái cuốn của Schumacher. Schumacher ông ấy chết năm 1977. Trên năm 1977 thì ông ấy
viết một cái tác phẩm để lại mà bây giờ chúng tôi có dịp để mà đấy là nó rất gần gũi với tư cờ của ông này. Ông này là viết trước từ những năm 45, 46, 78 này. Đó, ông ấy đã viết như thế, tức là trong cái cộng đồng loài người có những nhân vật hết sức xuất sắc, người ta nhìn trước được những vấn đề mà vấn nạn của cả loài người. Thế thì tôi rất là sau đây thì cũng còn muốn hiểu thì cũng còn đọc và đọc nhiều nữa thì mới có thể hiểu được, nhưng mà cái tinh thần đại loại nó là như vậy. Và tôi cũng rất muốn là các bạn cứ thỉnh thoảng một tháng có thời gian vài ba tiếng đồng hồ đến để nghe những thứ mình không hiểu gì cả thì rất là sướng. Và những cái người mà dám ngồi lên đây mà tôi mời này, thì không phải là những người làm liều, những người là phải có trong nội lực cái gì đấy dám ngồi đây, chứ nếu không dám ngồi đây mà không sao vậy là. Thế thì tôi cũng xin nói thêm nữa, tức là sắp tới thì chúng tôi sẽ duy trì những cái như thế này ở nhiều lĩnh vực khác nhau. Cái đợt 20 ngày thứ 6 tới này thì là do nhà giáo Phạm Văn Trung sẽ trình bày một vấn đề về Lão Tử, về tôn giáo. Tức là nó cũng ăn được cái này. Sau cái Lão Tử với tôn giáo này có thể là tôi sẽ tôi hoặc là ai đấy sẽ trình bày cái cuốn của Schumacher mà tôi đang biên tập tháng sau là sẽ có cuốn xuất bản. Cái cuốn một chỉ dẫn cho người đang bị bối rối, và là bối rối thật, bối rối là bởi vì là không còn biết tin vào đâu nữa. Thế thì tôi nghĩ rằng là những cái buổi như thế này rất là bổ ích. Tôi là xin lỗi các bạn là tôi có một cái chương trình khác, đáng nghĩa là hôm nay là không bạn ở đây, nhưng mà vì là muốn được học cho nên đến đây, cho nên là sau đây thì tôi không thể tiếp tục tham gia thảo luận để chia sẻ với các bạn. Thế thì bây giờ nên là Hà Trí Nguyên sẽ chủ trì thảo luận tiếp nếu các bạn có câu hỏi. Tôi chỉ có đề nghị các bạn một điều là yêu cầu của cái người mà chủ trì ở đây ấy, là không được để ai vi phạm cái quy tắc của chúng ta, tức là chỉ chú trọng đến những vấn đề học thuật, những vấn đề tri thức mà quan tâm. Còn những cái bức xúc ở trong ngoài đời nếu có là hãy chỉ đến cắt canh cho tôi. Nhiều chỗ có thể trình bày bức xúc, ở đây cũng là trình bức xúc. Ở đây chúng ta thoát ra khỏi cái bức xúc để mà hiểu những vấn đề này. Thế thì tôi xin lỗi Hà Trường Nguyên, xin lỗi các bạn và tôi phải đi. Tôi mong là các bạn cứ tiếp tục cho đến lúc nào. Rất là cảm ơn nhà sư bạn, cũng cảm ơn nhà bạn Trung Hòa. Rất một cái câu chuyện buổi chiều ngày hôm nay rất là thú vị. Nhưng mà có lẽ là xin phép cho cháu cũng được một đôi lời thôi. Thực ra thì đấy cũng là những vấn đề là tôi có lẽ là sẽ xin nói. Trước tiên là bạn Đăng Trung Hảo, cảm ơn là sư bạn đã chính thức và làm phối hợp cùng với cả Đăng Trung Hảo. Thực ra cũng đã biết tên em và cũng view trong lúc thăm tờ cũng một cảm thấy rất là ấn tượng. Hôm nay là lần đầu tiên được nghe nói chuyện về cái chủ đề về Vascala chia sẻ. Thực ra là cũng rất là vui như bạn đã cho bạn vừa nói là đi đến để tìm hiểu một cái mình cũng chưa thực sự biết, nhưng mà thông qua cái việc đang nói thì có lẽ là cũng xin phép các thính giả ở đây để nói xem một câu chuyện, nhưng mà có lẽ là nó cũng có liên đới, tức là nó liên quan đến cái thời đại mà Lý Trần của đất nước Việt Nam chúng ta. Nó là một cái thời đại, đây là ta đang quay trở lại một cái chút, bởi vì là có lẽ nên đặt là ông Tham Vatsala nó là một nhà tâm linh thì có lẽ là đúng hơn, nhưng mà tiếp cận dưới các cái nền triết học khác nhau mà có nghĩa là tôi nói về tâm linh thì tôi dùng cái ngôn ngữ triết học để làm sao đó để triết học là phải duy lý và duy lý thì làm sao phải tâm linh thì đấy, nhưng mà dùng thơ thì cái đấy là cái mà rất là muốn quay trở lại. Tôi rất là xin lỗi em. Dạ vâng. Thì thực ra là đang có một cái chút liên tưởng, vì là mình cũng có đọc về cái thời đại Lý Trần và mình cũng rất là thấy là có một cái gì đó như là một sự hoài niệm đến một cái đã bị mất.
là thời kỳ Lý Trần là một cái thời kỳ chúng ta có ba cái tư tưởng lớn. Thì đầu tiên là lấy cái tư tưởng của đạo Phật là cái tư tưởng mà xây dựng một đời sống tâm linh cho toàn xã hội, và tư tưởng của Lão Tử là cái tư tưởng mà khuyên con người ta sống, tức là lấy nguyên nguyên của Lão Tử là sống hòa mình với cả cái đời sống thiên nhiên, và nó cũng liên quan đến thơ và liên quan đến cái việc mà ông làm vườn. Thì ông cũng có một cái tác phẩm ông ra là trên là Carnaval, một cái cuốn sách là một tiểu thuyết Carnaval. Có viết một cái cuốn tiểu thuyết. Thomas Mella có một cái cuốn tên là cuốn Carnaval. Thế thì cái tư tưởng của Lão Tử ở thời kỳ của Lý Trần là cái tư tưởng mà sống hòa mình với cả thiên nhiên, và đặc biệt là rất là tôn trọng thiên nhiên. Ví dụ như là đến cái mùa mà cá động hớn là yêu cầu tất cả mọi người dân là không được phép săn bắn, không được phép lên rừng khi mà bắn được những cái con vật mà đang mang trong mình, ví dụ như là cái chuyện sinh nở. Thì đấy là một trong những cái tư tưởng của Lão Tử. Và cái tư tưởng của Khổng Tử là cái tư tưởng xây dựng một cái chế độ xã hội có ổn định, có trên có dưới. Nhưng đặc biệt là quay trở lại với cái thời kỳ của Lý Trần liên quan đến chuyện đạo Phật ấy, là từ vua quan đến thứ dân đều là những người rất là mộ Phật, và thậm chí là rất là trân trọng về mặt triết học Phật giáo. Nhưng mà bắt đầu đến cái thời kỳ của chuyển sang sau khoảng chừng gần ngót 100 năm, tức là sang cái thời kỳ mà của nhà Lê, nhà Hồng Lê đó, mà lấy được chính quyền sau 20 năm mà bên nhà Minh Tô Hộ, thì đạo Khổng dường như ở lúc này giữ ở vị trí ngập tôn, và đạo Phật là bắt đầu nhuốm cái màu sắc sang cái màu sắc có lẽ là hơi dị giáo một chút, cộng với cả là đạo Khổng mà tu theo cái phép tu dưỡng sinh tu tiên đó. Thế đơn ra là nó hình thành nên một cái trường phái là ma thuật nhiều hơn. Thế và từ cái thời kỳ mà đất nước chúng ta bị phân chia ra thành năm mặt, ví dụ như bên ngoài thì là Lê Chú Trịnh, bên đằng trong là Chú Nguyễn chẳng hạn như vậy, và kéo dài cho đến thời kỳ bây giờ thì dường như là đạo Phật của chúng ta bây giờ sang một cái thời kỳ nó hoàn toàn là sai lầm, có rất nhiều những cái không được tiếp cận với cả những cái gọi là cái minh triết thiên nhiên nữa. Thì đấy là một cái mà rất là đồng quan niệm ở một cái góc độ khi mà ông tiếp cận đối với cái nền kinh triết cổ, thì cũng muốn là chia sẻ với chúng ta. Thực ra trong suốt gần 400 năm ở đất nước chúng ta đã từng có một thời đại mà lấy đạo Phật làm quốc đạo, và chúng ta đang xây dựng một cái xã hội không phải là theo ý nghĩa như bây giờ khoa học chế ngự, mà là một cái xã hội thực sự là thịnh vượng, xét theo cái nghĩa là minh triết thiên nhiên. Rất là cảm ơn em. Tâm linh, rất nhiều người cũng gọi là tâm linh.
tức là cái khái niệm tôn giáo và khái niệm tâm linh đến bây giờ thì mỗi người lại sử dụng theo một hệ khái niệm khác nhau, và mỗi thời đại nó lại có một cách hiểu khác nhau. Ví dụ như khi mà chúng ta ở đây, chúng ta thống nhất với nhau là tâm linh nó là con đường tinh thần, con đường vô hình ở bên trong mỗi chúng ta, cái thuộc về bên trong. Thế nhưng mà khi chúng ta đi bên ngoài mà nói chuyện tâm linh thì người khác lại hiểu rằng là chắc là bạn này đang muốn nói về chuyện gọi hồn với cả nhập đồng ấy. Thì chúng ta ở đây ta thể hiểu rằng là tôn giáo với tâm linh ấy, nó là một, nó tùy vào từng người nói chuyện với nhau. Nhưng mà theo như mình thì nghĩ rằng là tâm linh thì có thể là con đường bên trong của cá nhân, nhưng ở tôn giáo thì nó là một cái tôn giáo theo hình thức cổ, thực ra Habas Vela cũng nhắc đến, thì nó là một cái cộng đồng của những người thực hành tâm linh. Cái này ở trong những cái nhà tâm linh hiện đại, ví dụ như là Osho hay Krishnamurti, họ cũng nói rất là nhiều. Có những người thực hành tâm linh cả cá nhân, thực hành tâm linh thì là chuyện cá nhân, nhưng mà một cái tôn giáo đích thực thì là tôn giáo của những người hướng tới các giá trị tinh thần này. Còn cái thứ mà chúng ta nói là một cái bên ngoài áp đặt vào chúng ta thì có thể ta gọi nó là giáo hội chưa chắc nó là một tôn giáo. Bởi vì khi mà chúng ta nói đến giáo hội công giáo thì điều đấy không có nghĩa là nó là cái duy nhất của Kitô giáo. Trong Kitô giáo có rất là nhiều trường phái khác nhau, mỗi người thực hành Kitô giáo theo một cách khác nhau. Thì có thể tôi cho rằng là cái áp vào chúng ta thì có thể gọi một thứ giáo hội nào đấy, một tổ chức tôn giáo, chứ không phải hoàn toàn là tôn giáo. Còn cảm ơn buổi gặp gỡ và thảo luận này, nó sẽ được tổ chức. Thì cũng xin chào tổng quát những vị thầy có cuộc trao đổi này. Tức là khi mà cách đây khoảng tầm năm đã nhắn tin cho cô xuống luôn hỏi cô này là cái điều gì mà làm cho cái sự từ cuốn sách của Thầy Bà là ông viết mà có một câu từ nhiều ý, nhiều ý. Và trong một cái cuộc sống khắc khổ, cái thư viện chẳng hết như thế. Thế thì làm sao mà ông có những trí thức và được đông sang tay. Thì cô Hồ Đông Cô và trí thức bao trùm để kể cả về Phật giáo và kể cả Kitô giáo và kể cả những Ai Cập. Thì cô Hồ Đông Cô có chú ý là cô suy nghĩ có thể hay thì cô trả lời là dường như là có một cái nó gọi sự là trong Kitô giáo cũng gọi là khó khăn mà cái ông thầy chúng ta ông tìm được đấy. Thế nhưng mà khi đọc cái này, đọc cái Bích Chi Thiên này thì nếu mà đọc mà mình đọc ra một cái trạng thái cuồng chữ thì mình không hiểu, thì mình sẽ chết. Nhưng mà có một cái ở Nga, cái nhà trí học nổi tiếng viết quyển Siêu Lý Tình Yêu, thì khi mà cuối đời của ông ấy thì ông ấy tìm cái sự quyền lý mà xưa như hoạt động của đạo nhắc ông ấy sang Ai Cập. Cái điều mà lấy thì chỉ có nói thì đúng là ông lâu hai con người này là Sovelet hay là triết học của tâm linh. Thì khi mà đọc Sovelet thì sẽ hiểu là Hevada thông qua Sovelet đấy là cái chủ chục thời gian. Nếu ai đọc Siêu Lý Tình Yêu của Sovelet thì sẽ hiểu thế này là cái ông Sovelet có rất hay là khi ông đọc được nhạc sĩ thì cái hội đồng người ta nói dường như là tất cả khi nhạc xuất hiện, tức là ông ấy là một nhà triết học và số một của Nga, và kể từ thời Sovelet nước Nga mới có triết học, trước đó là không có triết học cả. Thế thì nếu mà cùng chung thời gian đấy thì có hai con người tìm hiểu là Sovelet và Hevada là cùng là triết học của tâm linh. Thế còn trở lại câu chuyện của anh ở đấy thì xin giới thiệu một người là mình cũng là cũng trải nghiệm mặt kinh doanh, cũng lập lần công ty và cũng có một thời gian chủ quản kinh doanh, cần tìm đến thiền tìm đạo Phật và tìm đến những tôn giáo khác để tìm hiểu về cách sâu xa. Chỉ làm kinh doanh có rất nhiều biến động sự cố xảy ra khi mà chúng ta
cũng tìm hiểu về cái Phật giáo. Thì xin mong anh là cái Phật giáo niềm tin đó, trên thế giới này người ta từ xưa từ cổ đại bây giờ hai cái luồng luồng là cái đạo Phật, đạo Thiên Chúa thì nó gọi là vương đạo, à gọi là Phật đạo, kia là vương đạo, vua chúa quản lý. Thế nhưng khi mà quốc gia áp dụng Phật giáo để mà được là trị quốc thì là sai lầm. Phật giáo thì không được trị, anh không thể áp dụng vào trong cái trị quốc này. Tất cả các quốc gia áp dụng Phật giáo trị quốc đều bị các quốc gia xâm chiếm và hôn tính. Thì bản chất của cái quốc gia nó không phải từng cá nhân mà nó phải đi đấu chọn với cả các quốc gia khác. Thì khi mà anh áp dụng cái Phật giáo nó là cái sai, nhưng mà nó lại có triết học. Và khi anh trở thành quốc gia thì những nhà sư gì cũng bảo tại sao Phật giáo rời bỏ cái chữ thái tử của ông Yên Bảy bác sĩ, những người tại vì Phật giáo trở thành một cái tôn giáo thành ra thì bảo chứ bản thân Phật giáo không trở. Và nước nào áp dụng cái Phật giáo để giáo hóa dân chúng hoặc là để làm cái thần quyền thì hãy để là rất ít là đâu mà đều là nghèo khó và không. Còn cái đạo Phật giáo của chúng ta thì cũng nhiều và sắc sợ thì tư tưởng là khá rất lớn, nhưng mà mình hãy xét vào triết học bổ sung cho cái tinh thần con người. Chứ còn nếu đi vào nhà Trần, đến đời nhà Trần, cuối đời Trần có rất nhiều đại lý, rất nhiều những vua khủng bạo, không phải là vì sao thì anh không thể anh đưa anh đi cùng công ty thôi, anh phải làm sao anh chiến đấu cạnh tranh hoàn hảo con người này, chứ không nếu mà anh đưa vào cái thống triết học Phật giáo vào trong cái quản lý quốc gia hoặc là anh để làm cho dân mê mờ thì quốc gia này sẽ không được. Xin cảm ơn xin nhé. Mình sẽ bắt đầu với bộ ba cuốn Một chiếc tư liệu trước.
chính xác là 4 hay 5 lần gì đấy mình cố sức leo tập 1 của mình trên tương liệu. Có vẻ như chương đầu tiên thì tương đối dễ ăn, nhưng chương sau thì cũng thiếu hơn nhiều. Nhưng mà nếu mà các bạn trong seminar ngày hôm nay mà đã từng đọc trên tương liệu rồi, với ít nhất là hoàn thiện 2 phần 3, đọc về 2 phần đầu, các bạn sẽ thấy là tham gia mình là dễ hiểu hơn đạt được, nhưng cũng khó hiểu hơn đạt được. Mình không nghĩ là nên sẽ giải nó dưới các vị học thuyết nào, mà là nên sẽ giải nó theo những thứ gì mà nó hiện lên trong mình. Cũng giống như là điều ai một ai đó mình cũng nhớ lắm, đó là người ta chẳng ai chẳng có thứ gì với mình có thể giải thoát cho bản thân mình, mọi chủ chính bản thân mình. Mọi con đường đúng đắn thì đều như nào mình làm đều là hướng đến sự đích đến, và hướng đến sự đích đến thì chỉ là con đường của duy nhất bản thân mình, chiến đấu với bản thân mình là thôi. Hoàn toàn không sự xuất hiện giáo hội tôn giáo hay là thứ gì đó. Và Hans Bartella cũng phân biệt khá là rõ trong tác phẩm của mình tôn giáo, tâm linh hay là thế giới của mình. Thì thực ra là mình khá ác cảm với tâm linh, bởi vì là những cái liên quan đến tâm linh, đặc biệt là tin tôn giáo, đến với mình thì là đều, tức là mình học luật, mình có tìm hiểu về an ninh thì đều có một người chống phá trong đó, chống phá nhà nước, mặc dù là ý hay không ý, nhưng dường như là họ hướng đến là muốn dùng cái tôn giáo để mà triệt tiêu tất cả các loại tôn giáo, và dường như là họ bế quan trọng cảnh, họ chỉ diễn đưa ra một chính duy nhất để mà lý giải dưới này mà thôi. Trong đó hai là hay là bất kỳ những người nào mà mình gặp thì họ không làm như thế, họ chỉ đơn giản là đó, không chỉ là cho anh con đường anh đi không thì anh, nếu mà anh thấy nó cảm thấy là ngộ được trong phần giáo dục thì ngộ được thì anh đi, còn nếu không thì coi như là chúng ta không có duyên. Còn Hamadela thì cứ Hamadela biết theo mình nghĩ ở đây chúng ta không nên đánh giá ông là nhà huyền học, nhà triết học hay là nhà tâm linh. Mình chỉ nghĩ ông ấy là một nhà huyền học mà thôi. Nhưng huyền học của ông đấy thì giống như là Sackler và Fromm thì cũng chỉ là một người viết lại những cái thứ, những cái tri thức mà có thể viết. Còn những cái thứ xa hơn, những cái thứ viết, những cái thứ có thể viết được thì Hamadela thì cái này cũng lại như mình nói lúc trước là hoàn toàn sự học bản thân mỗi con người. Chúng ta phải hiểu sao những ngôn từ, chúng ta phải thấy được người ta tại sao ngôn từ. Và cũng giống như Đức Phật nói, tay ta chỉ trăm, không nghĩ là tay ta là trăm. Thì cũng như thế, ngôn từ ấy, hay là tay Đức Phật thì đều nhằm cố chỉ ra được một thứ gì đó vĩ đại, không thể nói được, phi thường đại, phi thường danh. Đằng sau những cái ngôn từ, những cái hành vi đấy thì đây là cách tiếp cận thật sự hợp lý. Không nên quá đi sâu vào tác giả đại tư tưởng hay là phân tích họ qua những trường phái, tư tưởng, vân vân nào đấy. Mà rốt cuộc thì như câu chuyện của bác Châu Hạc phải lên cầu thì rốt cuộc mọi thứ chỉ là phù vân. Cái thứ duy nhất tồn tại đó là tha mà thôi, nhưng thật ra tha là tồn tại. Hamadela có đào rất sâu về cái điểm 590 thì ông ấy nói được các vấn đề của nền tảng của ông ấy. Thì Hamadela nền tảng nó xuất phát được chỉ là duy nhất một chữ, nó truyền thống, và ông ấy có bàn rất là nhiều, cũng như là nó có thể nói về đám đông, nói về sự lên ngôi của thế này thế nọ, của giáo hội vân vân, tổ chức các thứ. Thì rốt cuộc ông ấy đều muốn nói về sự suy thoái, đó là sự suy thoái của cái phương thức lên ngôi. Trong đó thì diễn ra một sự đổi ngược, đó là cái tôi cá nhân là lên trên và cái thiêng liêng, anh ấy cũng gọi là cái vô hình, cái truyền thống, cái lửa, cái robot, cái khí thì là xuống dưới. Từ đó con người đánh mất bản thân mình, đánh mất bản thân mình vào cái tôi, cái tôi cá nhân. Từ đó xuất phát lên một loạt các hiện tượng mà càng ngày con người ta càng đi đến cái thứ mà trong tôn giáo họ gọi là bản án, tức là một thứ mà Chúa sẽ phán xét lại người vì những hành vi tội lỗi của nó. Thế thì cần phải mình nghĩ là cần phải tìm hiểu về nhất truyền thống. Truyền thống là cái gì? Mình không cần nói truyền thống bởi vì khoảng thời gian mình đọc thì say sưa lắm, cái là cái khá lâu rồi, nhưng mình chỉ nhớ là có thể tóm gọn bằng một từ, đó là logos, hoặc là khí, hoặc là lửa. Thì những cái này đều ám chỉ cho một thứ tinh thần tồn tại duy nhất. Còn những thứ còn lại hay còn gọi là làm dạng, hay còn gọi là linh hồn, còn những thứ còn lại đều là ảo ảnh của linh hồn, tức là không tồn tại. Còn Hamadela trong tập 1 của Minh Triết Tinh Liêu mình có diễn giải là từ linh hồn qua ảo ảnh sẽ diễn qua những cái lớp như thế nào thì nó sẽ tạo ra một thế giới như hiện nay. Thì cái con người nhập định để mà quay trở lại chính bản thân mình thì họ sẽ ngược lại phải đi ngược lại chính những cái con đường đấy, qua những con đường ma quỷ như thế nào, những cặp bẫy ra sao, những thậm chí là những giây phút đánh mất mình, đồng hóa bản thân mình với ma quỷ vân vân. Thế thì mình nghĩ là nên tiếp cận Hamadela từ góc độ này, từ góc độ của logos, của khí. Thì lúc này thì cái điều khó của tìm Hamadela mới là xuất hiện. Lúc này chúng ta phải liên kết rất là nhiều những cái tác phẩm, những cái triết lý, nhưng mà tuyệt đối không phải là tin hoặc là câu chuyện, mà là mỗi con người tự nhìn bản thân mình
thấy được ra cái điểm sáng từ nhau, hay là gọi là thấy được cái điểm sáng giống như là một vết nứt trong một cái bình gốm kín. Con đang dừng đấy, thấy được là đâu là đường sáng, từ đó con ra mạnh dạn táo vỡ những cái bao quanh chính bản thân mình để tìm về hướng của nó là Chúa Trời, tức là tình yêu đích thực, một cái là bản thân mình đích thực. Thì còn vài điều nữa, nhưng mà mình xin phép chỉ là nói đến đâu. Xin cảm ơn. Xin lỗi các bạn, tên là gì nhỉ? Tâm. Mình tên là thời kỳ mình bảo bạn là mình cũng bắt đầu đi làm năm 2012, và năm 22 tuổi thì mình đọc câu là tự không được, thì nói câu là phải để mưu sinh, hình thành đạo lý đọc thêm ba la là ông có sự trải nghiệm cuộc sống. Khi ông đi kiểm mắt hãy nhìn vào tự nhiên vân vân và kiểm mắt cũng xem xét có hình thành những cái kỹ năng tồn tại thì con người của bạn. Khi anh chưa đi vào cuộc sống, chưa chiến đấu, chưa bị thương về mặt tinh thần, chưa thương được cảnh sát, chưa mất tiền, chưa mất thành quả, thì anh chưa gì. Đọc thêm ba la để làm gì? Tại sao người ta nói là lão tử và hay ba la có một cái điểm chung, anh ấy có những trải nghiệm với nhau rất lớn. Anh chưa trải nghiệm được, anh mất tiền, anh mới hiểu kiếm tiền, mất tiền mới hiểu giá trị. Anh bị thương, anh mới hiểu cái thương như thế nào. Còn trở lại câu chuyện của em ấy, tại sao năm 35 tuổi đều phải đọc kinh thánh? Sau khi tìm hiểu Phật, thì ra anh không tin vào hệ thống công giáo, nhưng mà anh tin vào kinh thánh. Kinh thánh nó dạy cho con người sẽ cuộc sống tử tế. Còn anh không tin vào, vì sao? Tất cả những con người mà khi mà đã ngang một cái nó gọi là cái vỏ bọc của mình, ví dụ là ông là giáo sư, thì ông nhìn ông rất ít gọi là thông đạo. Và trong đạo Phật nói có ba cái mà để hiểu con người mà chính là sát đạo dân, tức là thì sát sinh, đạo thông đạo, tức là kêu gọi con người mà mình dân thì anh hiểu. Anh chỉ cần nói thế, nên là mình chưa đọc thì mình chưa coi thường, không nên coi thường. Và khi tất cả cái đấy con người, vì con người nó dùng đến kinh điển mà thành ra nó bị tha hóa. Nhưng mà cái chất nghĩa của quyển kinh thánh ấy, mình hay đọc chưa? Đọc thấy hay. Thế còn nói về tâm linh, tặng lại bốn câu thơ rồi. Là đường vào đạo lớn vô hình, chỉ danh dành cho những kẻ vô tình bước qua. Cố tình trồng hoa hoa không nở, vô tình trồng liễu liễu thêm xanh. Thì nói đến điều gì? Mình đừng có buồn, tất cả những cái đấy nó đến với mình với cái tấm lòng rộng mở và với sự tử tế. Còn nếu mà anh không có một sự tử tế, anh không hiểu tâm linh đâu, vì tâm linh dành cho người tử tế, tâm linh không dành cho người không tử tế. Nên là khi mình chưa hiểu thánh thì mình phải đáp là vì sao em phải đi khắp thế giới mới hiểu. Những nước cao đạo, Kitô tô giáo, kinh thánh đều giàu có văn minh, nó sạch sẽ. Còn nước cao đạo nghèo quá bất kỳ. Thế còn đạo Phật hiện nay thế giới đánh giá đạo Phật cực kỳ siêu, đạo Phật cực kỳ, nhưng mà hiểu không cực kỳ khó. Đấy, anh chỉ nói anh biết thế thôi. Thế còn em lý khắp thế giới em hiểu được như thế, em biết Ấn Độ tại sao đạo Phật ở Ấn Độ mà sao giờ bị. Thế là khi mình có trải nghiệm cuộc sống thì mình mới hiểu cuộc sống. Khi mình chưa bị thương lòng, chưa mất tiền, chưa bị đầy loạn, chưa hiểu đó. Thế là người ta tại sao anh ở đây nói những câu đấy để chia sẻ với em, thì em hãy làm gì, hãy tìm hiểu nó. Thế là anh gặp các chủ giả, các bác giả về thì vì mình không trả giá ở kiêu ngạo của trẻ, những người già bị hiểu được cái cuộc sống và người ta phải sắp sửa trong đầu. Người ta có cái tinh chất, nên là cái từ cũ ngày xưa nói là đi hỏi già người nào tránh. Cái người già người ta cũng trọng, người ta từng vết thương. Và người đến bây giờ người ta cũng hết cái xác vào đầu mình, đầu anh em mình là chưa vừa chưa xác và chưa vừa chưa được cái hạnh.
người già cũng đi được. Khi em đọc người già mới hiểu. Đấy nên là anh chỉ bảo em là em đến đây để lắng nghe người già. Cái đó là nguyên khí cử. Nhưng mà thực sự ẩn chứa bên trong chúng ta
Nên có một anh cư sĩ thì anh ấy nói một điều là con người chúng ta thì cấu tạo bởi là đất nước gió lửa. Thế sau khi em hỏi thế, sau khi mà đất nước gió lửa của anh nói như vậy, nếu mà chết đi những phần đấy nó về đâu? Thì bảo những đấy nó tan hết. Thế em lại hỏi anh thế cái gì nó về cực lạc? Thì anh ấy không trả lời. Nên mình nói một cách đơn giản đó là có hai phần. Một phần thuộc linh là cái phần sâu thẳm là linh hồn. Và cái phần chúng ta nhìn được thì nó là thuộc về thể xác. Cái tinh thần chúng ta thì nó thuộc về cái phần linh hồn. Nó gọi là sức khỏe của linh hồn, gọi là tinh thần. Còn cái sức khỏe của thể xác giống như cơ bắp. Nên mình nếu mà không hiểu thì nó cứ lẫn lộn với nhau mà mình không hiểu đâu là tinh thần với đâu mà cái sức khỏe của thể xác. Thế còn tôn giáo là gì? Tôn giáo là những cái mà những người khi ta đạt được ở cái tầng gọi là cái tầng triết học thì người ta sẽ viết ra rất nhiều câu hỏi và ta đặt ra rất nhiều cái giả thiết. Và nếu mà người ta có nhiều người theo thì người ta sẽ đầu là cái tôn giáo. Cái mục đích để làm gì? Cái tôn giáo để chủ yếu để muốn giải thích và tiếp cận được với tâm linh. Nói cách khác đó chính là tôi thì có cái vòi và tâm linh là cái bể, mà tôi rất là muốn gắn kết cái vòi xoáy ở cái bể tôi vặn nước ra để tôi thông đúng không? Con người thì rất là muốn thông với thiên, nhưng mình phải hiểu rằng con người cái mối hệ mình với thiên là ai, mình với ông trời là mối quan hệ như thế nào thì mình mới thông được đúng không? Nếu mà chúng ta không có mối quan hệ gì với nhau lúc ngày hôm nay thì không thể thông với nhau được. Phải có một mối quan hệ là chúng ta phải hiểu được bản chất, giống như Socrates nói, đó là bản chất của con người thì là ai? Tại sao thì chúng ta sinh ra trái đất này? Tại sao chúng ta lại phải khổ? Và tại sao chúng ta chết và khi chết thì đi về đâu? Nên Socrates thì rất là tò mò mà muốn biết là cái chết là sau khi chết thì đi về đâu? Cho nên là khi mà Socrates bị tòa án tuyên giáo là tuyên án là xử tử, thì ông không chạy trốn, ông mới chấp nhận để cho xử tử. Mặc dù rất nhiều người khuyên thì ông chạy trốn được, hoặc ông xin. Thế nhưng ông rất là muốn là vì thông qua chết đấy là ông sẽ nhìn thấy một cái gọi là cái việc mà con đường mình đi đâu. À, cho nên thì em kể một câu chuyện ngắn, khoảng tầm là mấy giây thôi. Có nghĩa là có một vị vua rất là giỏi. Thì vị vua này mặc dù là sống thì rất là lo cho nhân dân, lo cho đất nước, nhưng mà khi chết thì lại có một người con. Cái con này thì rất thật thà mới hỏi rằng thế vua thì bây giờ thì như thế nào? Vua hỏi là việc ta thì mình đã đi xa. Thì con này thật thà quá hỏi thế vua đi đâu? Vua nói là ta đi xa lắm. Và thế có vua trở lại không? Không. Thế thì nếu mà đi xa thế thì đã chuẩn bị hành lý gì chưa? Nên do vì cái người con này hỏi như thế thì vua giận mình nghĩ rằng là trước nay thì ta chỉ lo những cái mà cho dân cho đất nước thôi. Nhưng mà ngay cái bản thân cho mình là chuẩn bị đi đâu, sẽ chứng kiến với cái gì ta thì không thể nào biết được. Nên rất nhiều nhà triết gia thì muốn tiếp cận với tâm linh, nhưng mà tuy nhiên từ cái thời Socrates là 500 năm trước công nguyên đến tận thời ngày nay thì chưa bất kỳ một nhà triết gia nào, một nhà khoa học nào có thể giải thích được bản chất cụ thể của con người. Mà Havan thì giống như là Osho thì rất là muốn tìm hiểu để vào trong. Nhưng mà thuật ẩn vào trong thì rất là muốn tìm hiểu. Và do con người chúng ta thì không biết là ai là thần và có mối quan hệ của chúng ta với thần như thế nào. Cho nên thì chúng ta tôn ra rất là nhiều loại thần như là bên Hy Lạp đúng không? Và thậm chí Osho thì lạy cả gió, lạy cả lửa, lạy cả nước, lạy hết nữa. Không sót gì, nghĩa là cái gì cũng là có thần đúng không? Thì giống quan điểm của người Hy Lạp thì kể cả trong vỏ cây cũng có linh hồn ấy. Nhưng khi chúng ta hiểu được bản chất thực sự linh hồn là gì, từ đâu đến và thần mà ai là đấng mà cai quản linh hồn đó, thì chúng ta mới có thể thông được với đấng đấy. Và chúng ta phải hiểu được mối quan hệ của chúng ta với thần là ai. Còn tôn giáo thì đều là do những con người chúng ta thì tự xưng lên, tự tôn lên để mục đích để gì cũng sẽ tôn một cái vị thần, và thông qua vị thần đấy thì mình mới thông được với thiên, và thông qua vị thần đấy thì mình những cái sự tha tội. Cho nên thì bây giờ rất là nhiều thần, nhưng mà trong đó thì chúng ta phải hiểu được cái bản chất về thế giới vật linh thì chúng ta biết được đúng không? Nên chúng ta giống như ngồi trên một cái đoàn tàu. Người thì tôi muốn là hôm nay tôi ngồi đây tôi đi Lạng Sơn, người thì tôi muốn đi Nam Định, người tôi muốn đi ở đâu Thanh Hóa. Thế là 10 người muốn đi khác nhau, nhưng mà cứ nói cùng một cái con tàu này đi, cuối cùng thì sẽ đến đích, không phải. Mọi con đường đều dẫn đến cái đích khác nhau, nhưng không phải mọi con đường dẫn đến một đích, đấy là điều sai lầm. Thế hôm nay thì rất là vui vì được gặp tất cả các anh chị. Nếu mà có thời gian nhiều hơn thì em xin phép được là học hỏi và làm quen giao lưu với từng anh chị em. Nếu mà có thời gian và điều kiện, xin cảm ơn, xin phép. Thật ra tôi nghĩ là chẳng có cái tuổi nào để đã ở đâu. Thế tôi nghĩ thế. Thành ra mọi người gọi giao lưu là chính thôi, học được cái hay của một cái độ tuổi. Tớ mấy năm
không có ai toàn cụ 90 tuổi nên rất là đồng cảm với cả anh. Gần đây thì thấy các cụ đi nhiều quá thì mình không biết diễn tả như thế nào cả. À thôi, hơi ngoài đề, xin phép quay trở lại Hemus. Cách đây mấy năm, cũng nhiều mấy năm nữa thì cũng có giao lưu với cả chị Nhung, bây giờ cứ gọi chị em của cô. Thì cũng có chia sẻ về đề tài này, thì ra khi quay lại đề tài này thì mình vẫn có một cái câu hỏi mà chia sẻ từ hồi xưa. Tức là ông Hemus Bella này thì ông ấy biết, ông biết rất giỏi, ông cũng tự chia sẻ để mình biết đấy. Những cái nhận thức biết của ông ấy từ đâu tới, từ những nguồn sách nào hay là từ người nào hay từ bằng chứng nào, bởi vì ông đã chia sẻ với cả chúng ta, với cả cộng đồng, với cả số đông. Thành ra thì mình vẫn muốn là có cái bằng chứng nào để khả dĩ tin được những cái gì mà thuộc về ngày xưa. Còn sách thì sách vở chữ mình không tin, bởi vì vùng chúng ta bắt đánh cháo thì tư duy bị lừa và nó đi rất xa. Thành ra mình trong cái thời gian mấy năm đấy thì mình cũng làm cái đề tài tìm lại những bằng chứng, và cụ thể là bằng chứng trên đá. Bởi vì mình thấy một điều rằng đá thì khắp thế giới đều có, và khi bạn tạo một cái dấu vết trên đá, tức là tạo gọi về thông tin văn hóa, thì nó có thể đạt qua một vài năm. Vậy thì một vài năm thì nếu Hemus Bella có thể có cầm được những thông tin văn hóa trên đó thì ông ấy có thể nói gì? Thì đến đây thì cái dự án của mình từ cái hồi đấy thì nó có cái bước tiến triển nhất định. Ví dụ như là ngày hôm qua thì mình có làm cái buổi tổng kết giai đoạn thứ hai, sau một năm qua 6 tháng thì mình làm một giai đoạn, và vừa tổng kết giai đoạn thứ hai là sau một năm chính thức công khai. Thì hiện tại thì mình thống kê được 36 cái khu thác hiện tại. 36 khu thác đấy bạn có thể hình dung là mỗi khu thác như là một cái khu, một cái đề tài nghiên cứu của cái đất cổ 100 năm trước. Cái khu đấy nó có hơn 200 cái bản đá, và trên 200 bản đá nó có những hình khác. Và sau 100 năm đến năm 2014 thì người ta chưa giải mã được bất kỳ câu hỏi nào. Nếu bạn hỏi câu hỏi nào các nhà nghiên cứu khi nó bắt đầu phát cũng như biết bao nhiêu người khác về đề tài đa đấy thì họ sẽ không trả lời được câu hỏi nào cả. Thì cũng hay một cái ở đây là mình cũng khả dĩ phát hiện ra một vài cái thông tin, và một trong các thuộc tính đấy là thông tin về tính chất bản đồ. Và tính chất này cũng rất hay, nó cũng đáp ứng được cái câu hỏi mà mình đặt ra ngày xưa, tức là mối liên hệ giữa các nền văn hóa trên toàn thế giới. Bởi khi mà dấu vết triển đạt đến cả dĩ của thời cổ thì có nghĩa là thời cổ ngày xưa là dĩ đã thành khắp thế giới rồi, bởi vì thế đã thành là một bản đồ, và bản đồ đấy cực kỳ chính xác. Nó chính xác đến mức độ mình kể như này, tức là cái chuyến đi điểm giá mình đi một mạch từ Hà Nội lên đến một cái điểm và phát hiện ra những tảng đá khắc lớn chưa có trong bất kỳ cơ sở dữ liệu nào trước đấy. Có nghĩa là bản thân khi mà phát hiện ra những chiếc bản đồ trên hơn 200 tảng đá đấy thì bằng tính chất đấy dẫn dắt mình đi đến phát hiện ra những tảng đá mới, và những cái tảng đá đấy lại tiếp tục chỉ dẫn cho mình đến những người khác nữa. Ví dụ có một tảng đá trong đấy có thể rất hay, và mình thấy nó hay là nó khắc ở Sapa nhưng nó lại chỉ ra cái bản đồ ở Đà Nẵng, và nó chỉ ra hình ảnh con mắt, và hình ảnh đấy là hình ảnh thiên nhãn. Bởi vì ngay cái vị trí đấy thì có trung tâm của tòa của đảo to đài xây dựng rất là to ở Đà Nẵng. Hai nữa cũng ngay vị trí đấy thì mấy năm trước là 121 tỷ phú nhà tài phiệt và nhà chính trị ra thế giới thì có họp, họp kín, một cuộc họp có tên là liên kết sáng tạo. Thì mình nghĩ rằng những cái đó thuộc về trí thức cổ, không thể là không họp để mà thay tử tại sao nước rất Việt Nam rất là nghèo, và dường như ở cái vị trí đấy nó có những gì thú vị. Nó liên kết những cái nền tảng, và các nền tảng thì có thể liên quan đến cả cái nền tảng tinh thần rất ủng hộ. Thì đó là Hemus Bella là giới thiệu, chia sẻ mọi người. Thì tóm lại cái câu ở đây mình chỉ muốn hỏi mọi người là nếu mà có những cái nền tảng có tính chất bằng chứng như vậy để liên kết với những cái tư tưởng, những cảm nhận sâu xa, những tâm linh, những con người đối thoại như vậy, thì mọi người có quan tâm phối hợp những bằng chứng đấy và muốn tìm hiểu, chia sẻ cũng như đưa ra những kiến giải để có thể rộng hơn chăng? Bởi vì dẫu lý luận như nào, dũng cảm nhận như nào thì vẫn cần có một cảm giác giữ một cái cảm bằng chứng, mọi người có thể cảm nhận được trực tiếp, có thể sờ được. Thì đấy mình xin giới thiệu là cái câu hỏi của bạn. Có chuyện như thế này. Thưa xin lỗi là bạn tên là Lục. Thế thì có lẽ xin phép trả lời luôn như thế này. Vì hiện nay chúng ta đang rất là đau đầu với cái chuyện của Việt Nam. Vừa rồi thì tiến sĩ Trần Trọng Dương có ra một cuốn sách là Thế kỷ thứ 10 những mảnh vỡ lịch sử, và đã chứng minh một cách rất là rõ ràng liên quan đến câu chuyện đá. Tức là từ xưa đến nay, thậm chí đến bây giờ là chúng ta vẫn cứ nghĩ rằng là đường lớn lắm. Bây giờ là cái thôn Đường Lâm đó, ở tại Trấn Sơn Tây,
của đất nước Việt Nam ta đi về cái huyện Phúc Thọ thì cứ coi rằng cái đường lâm đấy là quê hương của hai vua. Chúng ta có hai vị vua, đó là một là vua Ngô Quyền và hai là vua Phùng Hưng. Phùng Hưng trước và xong Ngô Quyền sau. Thế nhưng mà bây giờ qua cái việc phân tích văn bản, phân tích văn bản thì mới thấy được ra rằng là có một cái phiến đá mà Trần Trọng Dương đã chứng minh được ra rằng là cái phiến đá này hoàn toàn ngược lại, theo cái nghĩa là ở một cái chữ nháy nháy được ra rằng là cái phiến đá đã hoàn toàn được khôi phục lại ở đến tận thế kỷ thứ 19, tức là mãi thời kỳ của nhà Nguyễn, nhà Nguyễn Trong vào năm 1902 đến năm 1821 thì cái phiến đá đấy nó mới được ra đời. Còn lại là người ta cho rằng là phải căn cứ vào cái phiến đá phải có khoảng năm 1390 thời kỳ của Hậu Trần thì mới chứng minh được ra rằng là cái đường lâm ngày xưa nó là viên đường lâm và nó là ở cuối của bây giờ thì nó phải ở Hà Tĩnh. Vậy thì phải xét lại rằng là cụ Ngô Quyền là quê hương gốc của cụ là ở trong Hà Tĩnh chứ không phải là ở đường lâm theo như là đường lâm bây giờ mà đường lâm hai cua. Vậy thì cũng là ở trên phiến đá thì cũng muốn chia sẻ rằng là ra những cái dấu hiệu. Đây chúng ta đang tiếp cận những cái chủ đề quay trở lại những câu chuyện đó. Thực ra Hà Thủ Nguyên nói chuyện cũng rất là hay và thậm chí kể cả An Tâm ở đây nói chuyện cũng rất là hay, bởi vì là em cũng là một người đọc so với tất cả mọi người ở đây là dường như em mới là một cái người đọc cũng là rất bài bản và em đang đi sâu vào cái vấn đề là nội dung và cái cách tiếp cận như của em đấy cũng là một cái cách tiếp cận mà cũng phải nói rằng là em đấy vừa mới ra trường nhưng mà cái cách tiếp cận cũng rất là ok và rất là hay. Và nếu như cả hai người cùng ngồi ở cái vị trí mà gọi là cùng chia sẻ và cùng kết hợp thì có lẽ cái buổi ngày hôm nay thực sự là chúng ta đang khai thác được rất nhiều những cái thông tin cũng rất là hay và cũng hơn một cái nỗi hoài niệm mà chúng ta đang thấy rất là tiếc là đáng lẽ là mỗi con người của chúng ta nếu bằng những khả năng thiền định thì chúng ta đều có thể có một cái như là vừa rồi các bạn cũng đã nói rằng đấy là cái khả năng mặc khải, tức là rõ ràng là ông ấy bị đốt cháy hết tất cả các thư viện, ông cũng một cái nguồn tài liệu trong chiêu cũng không còn muốn lưu trữ cái gì, ông ấy dường như là cũng bị đuổi ra khỏi ông chấp nhận là phải viết một cái đơn gì đó để được trở thành người làm vườn ấy. Thì ông không còn có giữ bất kỳ một cái tài liệu trong mình cả. Thế thì trong cái giây phút đấy có thể bởi vì ông ấy là một cái con người của lịch sử, nếu như mà trong thức của nhà Phật thì thậm chí cũng có cả luân hồi, kể cả chúng ta cũng vậy, chúng ta là luân hồi trong bình thường không có gì là khó hiểu bởi vì chúng ta lý giải theo cái cách kết luận của thầy Thích Khải, tức là một cái dòng nước ấy. Khi nó hóa thành mây mà sông mây nó lại gặp những cái điều kiện về mặt khí hậu và nó trở thành nước thì cái câu chuyện nó rất bình thường. Thế thì mình thấy rằng là mình đã đọc hai cuốn sách của nhà văn học Quốc Hải, đó là cuốn Tám Triều Vô Lý và cái cuốn Quá Tác Triều Trần, và mình đã đi hai chuyến đi cùng với ông theo cái chuyến tiền dài ông chưa từng đến, đó là một là ông trở về Hải Phòng để đi đến cái thăm nó gọi là ấp dưỡng chân của Tuệ Trung Thượng Sĩ là thầy của Trần Nhân Công, là chưa từng nhà văn chưa từng đến đó nhưng mà lại được ghi ở trong tác phẩm của cái bộ và Quá Tác Triều Trần. Hai cháu đi đến tận nơi và hỏi người dân địa phương và đến tận nơi đúng là cái ấp dưỡng chân này là bước một cái xuống là trên bến dưới thuyền đúng như những cái gì mà tác phẩm được ghi chú mà trong đó chú chưa từng đến chân, chưa từng một lần đi đến tận nơi điển giải. Và thứ hai là vào trong Huế để đi đến một cái nơi mà ngày xưa vua ở cái cuốn này là cuốn của Tám Triều Vô Lý là ngày xưa nó liên quan đến cái núi Phật Mã và ở trong Huế bây giờ là vẫn còn có một cái địa danh là cái núi Phật Mã, chưa từng một lần đến nhưng đã xuất hiện trong tác phẩm. Vậy thì cái khả năng mở mặc khải hoặc là một cái khả năng sau giây phút thiền định, vì là nhà văn học Quốc Hải là một vị thiền sư, nếu như xét ở góc độ mặt tu luyện khoảng 40 năm nay là nhà văn không một ngày nào không thiền ở buổi sáng buổi tối, và trong lúc thiền như thế thì có khả năng sẽ kết nối về góc độ tâm linh như em đang nói, và cái khả năng mà chúng ta có thể kết nối với cái thế giới minh triết, một cái thế giới mà ở đó có rất nhiều những vị thầy, nó là cả những cái có rất nhiều người, như kể cả Lão Tử cũng là một vị thầy, Khổng Tử là một vị thầy, Đức Phật là một vị thầy, Thiên Chúa, Chúa Giêsu cũng là một vị thầy. Thì trong cái quá trình đó mà được sự chỉ dẫn là chuyện bình thường, không có gì là khó khăn cả. Vâng, lời chia sẻ là chỉ là đồng ý với bạn. Chỉ là đang nói rằng cái cho mình nó nốt bộ ý mình muốn nói ra rằng là khi căn cứ vào vấn đề liên quan đến câu chuyện mà về đá, mình chỉ nói thẳng như vậy. Bây giờ ngay câu chuyện của nước ta thôi, thì cái câu chuyện của nước ta về mặt lịch sử là câu chuyện hoàn toàn có thể xảy ra. Và nếu như mà đọc cuốn của Trần Trọng Dương bây giờ khoảng tầm 600 trang nói là thế kỷ thứ 10 những mảnh có lịch sử, mà đấy là một cái nhà nghiên cứu về văn bản học liên quan đến Hán Nôm vì tác giả là tiến sĩ Hán Nôm của Việt Hán Nôm, thì đấy là mình chỉ muốn nói cái chuyện đấy. Ok, mình đồng ý ở đây khả năng ngụy tạo đá chỉ là những tờ giấy thôi, nhưng cái đá đây mình muốn nói ở đây là cái khối lượng quy mô của nó kỳ khó ngụy tạo,
nghĩa là cùng là đá nhưng một bên một cái tấm bia cũng tạm bởi vì nó là chưa có biết trên đó. Ok, cái điều đấy cho mình không đi theo con đường này. Đấy, con đường của mình là cái khả năng không thể đi theo được, bởi vì hình dung ở đây quy mô của nó là 36 công tác và 36 công tác để trải dài trên một cái diện tích cực kỳ lớn và nó đều có cái công nghệ mang tính là thống nhất cao. Có nghĩa là bản thân cái khả năng mình tạo đấy thì một người không làm được, một cộng đồng khó làm được. Em nghĩ là anh có thể để lại thông tin về okay. group của anh cho mọi người. Còn hôm nay nội dung của chúng ta là bàn về How Much Meta. Chính thế. Chúng ta có thể đi mình không đặt thời gian, mình không đặt thời gian. Chỉ có đặt một vấn đề ở đây là một cái khối tư liệu cực kỳ lớn. Và cái khối tư liệu liên quan đến một cái định đề How Much Meta, tức là những cái tri thức mà tính thiên nhiên trước, cách đây 600 năm trước công nguyên. Và mình thì xác định được ít nhất. Thực ra những cái tri thức thiêng hay là theo như Max Vela nói là truyền thống, cái truyền thống của ông ấy, theo quan điểm của ông ấy là cái những cái giá trị về mặt tinh thần, những theo như vừa nãy bạn nói là logos hay là gì gì đấy hay là thượng đế, tất cả nó chỉ là những cái định danh của chúng ta để gọi về cái thực thể tối cao, về tinh thần tối cao hay là như Vasquez gọi linh hồn tạo hóa thôi. Và có thể ở trong mỗi thời đại khác nhau thì họ có một cái cách truyền tải khác nhau. Ở một thời đại cổ xưa nào đấy họ có thể thông qua những thực thể đá giống như anh nói, như ở thời đại của chữ thì họ nói về chữ, họ điêu khắc ở trên chữ, họ viết ở trên chữ. Tôi cho rằng là cái khái niệm truyền thống và cái chủ nghĩa truyền thống ấy thì nó lấy cảm hứng từ cái truyền thuyết về tháp Babel trong kinh thánh. Có thể ông Habas Bela và những người theo chủ nghĩa truyền thống lấy cảm hứng từ đấy. Khi mà con người hướng về một thượng đế duy nhất, nói chung với nhau một thứ ngôn ngữ và bắt đầu xây dựng những cái tôi cá nhân và xây chính là cái biểu tượng tháp Babel, và đến một lúc nào đấy tháp Babel vỡ và thượng đế trừng phạt con người bằng một cách là chia rẽ con người theo các ngôn ngữ khác nhau và họ nhận diện với thượng đế theo một khía cạnh. Thế nên là chúng ta thấy rằng là khi mà Habas Bela thực hành những yoga thông qua việc viết thì bản thân cái việc viết đấy nó không thể hiện được toàn bộ cái quá trình thực hành của ông, nó chỉ ở một khía cạnh được biểu hiện lên bằng việc viết mà thôi. Thế nên khi mà bạn nói rằng là nó là nhật ký của Habas Bela nó cũng đúng, nhưng cái nhật ký đấy thì nó không nhật ký đấy nó không hoàn toàn là nhật ký, nó không hoàn toàn không thể gọi là nhật ký được, bởi vì nó cũng không phải là ký, nó không phải thể dạng ký. Vì khi mà dùng từ ký thì nó làm cho chúng ta nghĩ đến việc là phải tường thuật một cách chi tiết và cụ thể, nhưng đây là những chuỗi chiêm nghiệm. Và ông ấy gọi là yoga của việc viết, có nghĩa là cái việc viết đấy nó vừa là một sự trào dâng nhưng mà nó có một cái sự kiểm soát ở trong đấy mà bằng trật tự, bằng lề lối. Ông ấy có một cái bài là yoga và siêu hình học, có một cái tiểu luận về yoga và siêu hình học, thì ông ấy có lý giải hình tượng yoga giống như cái biểu tượng của nó là, xin lỗi tự nhiên quên mất cái khái niệm này. Quên mất cái từ đấy, nó giống như là một cái có thể kiềm hãm được con người, kiềm hãm được cái yoga ấy, nó là sự kiềm hãm của một dòng năng lượng và điều phối cái dòng năng lượng đấy đi theo một hướng, mà chiều hướng mà mình muốn nói đấy là chiều hướng lên trên. Cái điều mà bạn đề cập đến về việc là quay lại chính bản thân mình, Habas Bela nói về chuyện quay lại chính bản thân mình, nó chỉ là cái bước đầu tiên. Cái bước sau đấy nữa đấy là hướng lên, đấy là hướng thượng, chứ nó không phải chỉ có chiều hướng duy nhất là đi sâu vào bản thân mình. Cái sự hướng thượng đấy chính là cái con đường của cái linh hồn đầu tiên, tai tần, để hướng lên linh hồn thượng đế. Thì đấy là điều mà mình nhận thấy ở trong những cái tác phẩm của Max Vela, đặc biệt ở trong cái câu chuyện của mình. Thì bây giờ chúng ta còn 5 phút nữa, không biết là có quý vị nào có chia sẻ không ạ? Hay là chúng ta sẽ tạm thời dừng chương trình ở đây? Mình sẽ có là về ông chú thì tặng quà ông chú 42 tuổi rồi nhé. Thì
mình không có ý công kích Kitô tôn giáo hay bất kỳ tôn giáo nào cả, nhưng mình không muốn bàn quá sâu vào những cái điều đấy. Và thứ hai là mình đang muốn đề cập đến một nguy cơ, đó là những tức là những cái hộ kín cũng như là mở có liên quan đến tôn giáo tiếp cận với mình, đặc biệt là Kitô tôn giáo, thì phần lớn là đều có ý đồ chống phá và tưởng là có chiến lược là bài trừ, loại trừ tất cả những tôn giáo khác, đặc biệt là đạo Phật hay là các tôn giáo khác. Thì mình không muốn là đi quá sâu hay là có những người trong này, phần lớn những người trong này thì biết rất là nhiều những cái lĩnh vực đấy, thì mình không muốn là đào quá sâu vào những cái lĩnh vực đấy. Và thứ hai là Kamala ông ấy không muốn nói quá sâu về tôn giáo, tâm linh hay là truyền thống, bởi vì là những cái đó là chúng có nền tảng khác nhau. Thứ hai là về ý kiến của chính quyền, thì mình thật ra là điểm hướng mà trong hai hướng trên nó tương đối là kinh tế về mặt ngôn từ, hướng vào trong không nghĩa là đối lập với hướng ra ngoài, đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai là hướng lên trên hay là hướng vào trong nó khác nhau như nào, thì mình nghĩ là không sự khác nhau ở đây có lẽ là chỉ là liên quan đến ngôn ngữ, trong đó con người ta tìm lại chính mình, thì mình không phải trong cái thực tế mà là tốn vào một câu mà trong cái là trước từ cái nhiều của tác phẩm của mình ta là này, thì mình có nghĩ, mình nghĩ là nó tóm lại nói đến đây và thôi, thì cái này mình nghĩ là không thể nói hết được. Thực ra có một điều chúng ta thấy là một cái tác phẩm là có nhiều các biểu tượng tượng trưng và đặc biệt là chiêm nghiệm ấy. Và thêm nữa là chúng ta có sự ảnh hưởng của việc rào cản về ngôn ngữ, về viết, thì mỗi người có thể hiểu về một tác giả theo cách của mình thôi. Không ai có thể khẳng định được rằng là cách hiểu của tôi là hoàn toàn đúng. Bạn nói rằng là bạn thích Trang Tử, có một câu ở Trang Tử rằng là chúng ta không phải là cá, không hiểu được là cá có sung sướng hay không. Thì chúng ta đọc Havasbella, chúng ta chỉ có thể hiểu Havasbella theo cái hiểu của mình, chứ chúng ta không thể nào biết được rằng là đấy có phải là thật sự là điều Havasbella muốn nói hay không. Mà tôi không biết chắc rằng ông ấy có thật sự hiểu những điều ông ấy viết hay không. Bởi vì có một tôi là một người viết, vì thế tôi cũng là một người viết văn, vì thế nên tôi có một cái trải nghiệm rằng là trong cái quá trình viết đấy thì như kiểu một nhân cách khác của mình xuất hiện. Cái nhân cách đấy nó khác với cả nhân cách đời thường của mình, với cách tương tác của mình bình thường. Và nó là một cái cuộc sống hoàn toàn khác, một thế giới hoàn toàn khác. Thì tôi cho rằng là chính bản thân Havasbella chưa chắc hiểu là ông ấy viết gì, chưa được nói đến việc là chúng ta mong muốn là hiểu được hoàn toàn ông ấy. Vì thế nên là chương trình của tôi dành khía cạnh là tiếp cận, tức là đến gần ông ấy. Xin cảm ơn.